Hello Thảo. Áo thun đeo ok. Form vừa hay form sao? Đang hỏng dâu đúng không? Áo như dâu mặt đẹp nè. 139 ngàn áo Quảng Châu. Áo như dâu mặt thì nó có màu á. Màu trắng nè. Màu cam. Màu nâu. Áo dâu mặt có 3 màu nè. Hết rồi, còn ba cái ba màu luôn. Mấy con này nó nhiều màu lắm, 7 8 màu. Xinh nha, form mặt thả cũng đẹp. Hello Hesa Lily. Hello Hesa Lily, công nhận hot trend kinh khủng. Ok không, hàng xịn nha, 139 ngàn thôi, 139 nha. Đây nè, đây nè, màu đẹp ha, lật lai nha. Nói chung là form rất là đẹp, mặt thả mặt đóng thùng đều đẹp nha mấy chị. Mặc quần jean nè, bét ghi suông ôm, quần tây, chân váy, quần sọc, mặc đẹp hết. Thấy không, giờ đang mặc con quần sọt đây. Ok nha, áo vô mặc là có 3 màu, 3 cái 3 màu luôn á cả nhà. 3 cái 3 màu ha. Bữa nay giờ sweater nhiều mà chị ơi, chị nào rồi lên em coi cho coi ba lô túi xách nha. Đẹp quá, túi hộp nữa, trời ơi nó xịn. Chị nào lấy thì comment đi dâu nha, hàng xịn luôn nè. Hello chị Thu Ngô. Hàng trung nha cả nhà, áo vô đang mặc có 3 màu, cam, trắng, nâu. Đẹp ha. Cam, trắng, nâu. Đâu mẹ kiểm tra nè. Ok. Giỏi. Con Rồi viết đúng rồi. bên này nhé. Bây giờ con viết bên đây nè, con viết bên đây xong là con tô màu nhé. Tô màu vào màu đen nhưng mà người ta Tô có màu bằng chữ, bút chì. nhưng mà người ta có chữ màu màu nhưng mà người ta có phép tính màu đen rồi mình viết màu đen là Đây nè, con viết màu chì là nó ra như vậy nè nhá. Rồi. Rồi ok. Đó, áo đẹp quá trời đẹp luôn, áo thun nhiều mẫu mà. Mà hồi trưa vô like cho bạn cũng gần hết vài mẫu rồi. Áo thun dâu đang mặc nha, 139 ngàn áo trung xịn nè mấy chị. Chị dâu xin một like một xe tương tác nha chị em ơi. Chị dâu xin một like một xe tương tác nha. Đó, xách con túi xách này, thấy không? Xịn xò chưa? Xách con túi xách này ok la không mấy chị? Trời ơi, nó đẹp gì đâu luôn, có màu luôn á mấy chị, có màu luôn á nha. Xịn xò chưa? Con này là bản ba quai cho dâu. Con này là bản ba quai nha, cốt da mướt mượt mượt luôn. Xịn nhức nách luôn mấy chị. Nha. Phối màu nào cũng sắc được hết á, phối đồng, phối set. Những set đồ giống như dâu là phối là sắc được hết luôn á. Mọi người vô chấm like lên giùm em cả nhà ơi. Chấm like share live stream lên giúp dâu nha cả nhà mình. Hello Kiều Phương Cao. Hello chị Đoàn Hồng. Mọi người ơi vô chấm like share like lên giùm em với ha. Dâu chia sẻ like về trang cá nhân một cái rồi lên mẫu luôn. Lên áo thun rồi áo khoác bomber nhiều loại nha mấy chị. Nhiều loại nha. Tụi bao nhiêu chị Thiên Bình? Từ đã vô lên cho nha. Tụi này vô bạn có 215 ngàn đẹp lắm. Còn màu đen nữa để vô lên mẫu cho coi. 199 luôn đi chơi lớn bạn. Mọi người 199 đi, còn có 2-3 cái à. Có 2-3 cái thôi à. Tụi xịn dã man luôn nha. Cốp á, da thật 100% chất nha. Mọi người chất thoải mái luôn, da thật. Trọng ngang em có không? À trọng ngang hả, trọng ngang chắc hết mẫu không còn con nào rồi chị. Trọng ngang em hết sạch không còn một con nào chị ơi. Trọng ngang bây giờ em hết hàng luôn rồi. Để em kiểm lại coi trọng ngang hết nè. Chỉ có cốt điện thoại thôi, có cốt. Có cốt với lại túi đá, túi hộp. Còn trọng dạng này thôi là chị em có con trọng độc quyền dạng này thôi nè. Nha mọi người ơi vô chấm like lên giùm em nha. Hello hello cả nhà, em có một con trọng độc quyền như vậy nè, không đụng hàng, cam đoan là hàng da thật và nó không không đụng hàng cho em nha, không đụng hàng mà chị ơi, xịn lắm. Em có trọng dạng này thôi chế. Áo đang mặc form gì đẹp vậy? Form vừa, suông vừa, form rộng vừa, đẹp nha, không phải ôm. Áo này có 3 màu á gái, có trắng, cam với lại nâu, đẹp lắm nè. Em có con trọng dạng dài như vậy thôi nha chị nha, hàng độc lắm, da thật 100% cho dâu nha. Da thật 100% nha cả nhà, được điện thoại thoải mái, được điện thoại đồ trang điểm, đựng son môi mấy chị nha. Điện thoại đồ trang điểm son môi đựng thoải mái cho dâu luôn. Đây. Đó, dây đeo là rút dài rút ngắn tùy ý nha. Dây đeo này mọi người rút dài rút ngắn tùy ý cho dâu nè. Ôi, cưng gì đâu mà nó cưng luôn mấy chị ơi. Cưng gì đâu mà cưng luôn. Đâu. Nhưng mà cái con này sai rồi. Người ta nói là bé hơn năm mới tô màu mà.
Cái này là 7 trừ 2 bằng 5 rồi. Con này bằng 5 đâu có tô màu. Con tô sơ sơ thôi, con đừng có tô đậm như vậy nghe chưa. Tô sơ sơ thôi, bây giờ con này sai rồi. Bây giờ tẩy hết cho mẹ. Nè con nào bé hơn 5. Bé hơn 5 nha. 6 trừ 2 bằng 4. Đúng rồi, 4 thì tô. Còn 5 như vậy là không tô nhá. Rồi tẩy hết cho mẹ được. Mấy con này tô lợt lợt thôi nghe chưa. Ok. Vô chấm like lên, share like mẹ, lên giùm mẹ, em nha cả nhà. Mẹ ơi. Ơi. Mẹ. Ơi ơi. Ở dưới không có số 4 hả? Mẹ ở dưới không có số 4. Áo xanh phía sau. Áo này là áo hoodie, áo hoodie à, áo sweater rộng. Áo dâu đang mặc có 3 màu đây này gái, đẹp lắm. Còn 3 cái 3 màu luôn hết rồi. Còn 3 cái 3 màu áo Quảng Châu nha, 145.000. À 139.000. Dâu còn 3 cái 3 màu nha cả nhà. Dâu còn 3 cái 3 màu mọi người coi kỹ nha. Form đẹp giống như em đang mang vậy nè. Form đẹp lắm nha, màu màu này mang chặn da ghê luôn mọi người. Nhìn cái mặt dâu và cái tay cái cổ dâu này đó. Nhìn cái mặt cái tay cái cổ dâu. Ok bé Thiên Bình chị dâu lên liền. Đây nha, áo dâu đang mặc là có 3 màu, còn đúng 3 cái luôn á cả nhà, áo Quảng Châu ha. Rồi 139.000 em có màu nâu, 139.000 có màu trắng, hàng lực like. Thấy tao nhắn không? Không thấy. Rồi với lại 139.000 có màu trắng, màu nâu với lại cam nha. Còn 3 cái 3 màu, chị đẹp nào lấy màu nào comment cho dâu. Mày nhắn tin đó hả? Đâu thấy đâu, đâu thấy comment đâu gái, không thấy comment luôn. Lấy màu gì hả? Đen với cam, không có đen nha. Không có đen, lấy cam thì có, đen qua mẫu khác rồi. Nè, à, cam chữ trắng với lại cam chữ đen nha. Hai, cùng một form, cùng một kiểu nhưng mà khác mẫu. Lấy mình áo trắng đi, Kiều Phương cao, ok nè. Kiều Phương lên địa chỉ nha. Đó, cùng một vải, cùng một chất, cùng một màu, cùng một form nhưng mà khác chữ thôi. Ok cho chị nào lấy cho dâu mã chữ đen hoặc là mã chữ trắng. Cam chữ đen, cam chữ trắng nha. À, cái đen hồi chiều có rồi, cái đen hồi chiều của mày có rồi. Trắng cho Kiều Phương cao nè. Rồi dâu áo dâu đang mặc còn một con màu nâu nha cả nhà. Tao tưởng là bây giờ hồi chiều có rồi nha. Áo hồi chiều thì có rồi. Kiều Phương cao lên địa chỉ giùm dâu nha. Ok lên lên tụi chồng cho bé Thiên Bình coi hình cái đã nè. Một trăm ba mươi chín ngàn. Trời ơi bây giờ nó chốt. Cam chữ đen. Lấy cam chữ đen ok gái nè. Nó chốt cái đen từ hồi chiều mà bây giờ nó comment ở đây mình. Mình mới cự chứ. Rồi. Form đẹp lắm mấy chị ơi. Hello bé Bizaza. Ờ, có áo kiểu nha bé ơi. Có áo kiểu nha. Chờ tí dâu sale cho áo kiểu đang còn lẻ mẫu lẻ màu. Lẻ mẫu lẻ màu đấy là dâu sale rẻ. Rồi chấm like lên giùm em nha cả nhà. Chị dâu cho em coi màu này để Thiên Bình. Dâu cho em coi màu đây. Coi được gì. Cam đang coi là siêu ưng ý luôn. Hàng xịn sò chú cha, cái con màu đen này cưng chưa nè mấy chị. Đẹp xỉu luôn á, mấy chị coi nha. Xịn từ cái dây kéo cho tới cái quainer của nó nè. Đây, mấy chị nha. 199.000 một em cốt tròn da thật bao tép nha mấy chị. Da thật bao tép giùm em nha. Mọi người nhìn cái dàn khóa là đã thấy nó xịn sò rồi. Đẹp từ đường kim mũi chỉ cho tới đường keo, đường viền nha mấy chị coi nè. Đây là con màu trắng, còn đây là con màu đen cho dâu. Da mướt mượt mượt luôn, cào không có lộ vân, lộ sớ đây mọi người thấy không. Em cào rất là mạnh tay luôn á, cào nó lúng nhưng mà mọi người thấy không. Đó, xong là lại thôi. Nó không hề, nó bị lộ cái đường xước, đường cửa nha mấy chị. Ok chưa, yên tâm ha. Hàng xịn sò cho dâu, có qua đeo chéo phía trong. Ok, Kiều Phương cao nè. Có qua đeo chéo phía trong luôn nha. Hoan hỷ cho mọi người, con này em còn có 2-3 cái thôi. Còn có 2-3 cái, 2 cái đen với 1 cái trắng. 199.000. Ok Kiều Phương cao nè. Túi trắng cho Thiên Bình xịn ha. 199.000 xịn không gái, xịn quá trời. Đen nha, cái nào cũng có bản 3 quai hết á. Cùng một form cùng nha cả nhà. Cùng một form cùng một chất nhưng mà nó chỉ khác cái họa tiết nó da thôi. Một con là da hạt sần và một con là da hạt ô vuông ha. 199.000 mấy chị, em còn màu đen ha. Chị nào lấy đen chốt mã đen này, chị nào muốn coi lên túi thêm túi thì nói dâu lên mẫu túi sang. Rồi túi hộp xịn sò sang chẳng có luôn á. Chấm like lên giúp em nha cả nhà ơi. Lên nào thông cho bà Thảo coi nữa nè. Chấm like share live stream lên giùm em với mấy chị ơi. Da đẹp lắm bé ơi, nhận hàng con túi này ưng xỉu luôn á, da siêu đẹp. Cái con cốt trên tay dâu là hàng độc quyền đó rồi. Mấy chị sẽ không thấy chỗ nào đụng hàng luôn cho dâu. Con cốt trên tay dâu nè. Đó, con túi chồng, túi
dạng chồng nhưng mà nó là cốp trọ, ấu cốp cốp dài, cốp dài nha, cốp dài nè, xinh xỉu không, không có đụng hàng. Rồi em lên áo tiếp nha, chấm lai xe lai lên giúp dâu cả nhà mình ơi. Áo phông rộng phông ôm em có đầy đủ ha, phông rộng phông ôm dâu có đầy đủ. Chị nào muốn coi phông rộng phông ôm thì comment lên giùm em, chị nào muốn coi phông như thế nào thì comment lên giùm em nha. Đây áo dâu đang mặc còn màu cam với lại màu nâu. Áo dâu đang mặc là còn cam với nâu nha. Màu nào cũng đẹp 139 ngàn. Màu nào cũng bao cho mấy chế là đẹp luôn. 139 ngàn là mã chữ trắng. Chữ trắng nha. Còn mã chữ đen thì em có thêm màu màu vàng với lại màu trắng. Chữ đen thì em có thêm màu vàng với lại màu trắng nha. Nó cùng một form. Cùng một form nha. Cùng một chất, cùng một form. Chỉ khác cái chữ thôi. Chữ chữ trắng thì có cam với lại nâu. Chữ đen thì em còn trắng với lại vàng nha. Chữ cam là, chữ đen là em có, con này là sorry không phải cho vô mã chữ đi, chữ trắng giờ nó lộn chứ vô là cam nâu trắng vàng nha. Cùng một form, cùng một chất vải, cam nâu trắng vàng có bốn màu. Em có form vừa, form rộng, form ôm, form lửng, form dấu quần, nói chung là rất là nhiều form. Áo thun thì rất rất là nhiều form nha, áo thun rất là nhiều form cả nhà ơi. Rồi dâu lên mẫu tiếp cho mấy chị nè. Áo thun thì rất là nhiều form nha, bà Thảo coi áo thun đúng không? Áo thun hay là áo khoác bomber vậy? Ê, em có con áo thun này xinh này. Cái con này là chữ của nó là bằng gì ta? Bằng silicone nổi luôn á. Silicone nổi màu xanh có một cái. Hoan hỉ cho cả nhà áo này nha. 49 ngàn. Cũng form rộng á. Form rộng vừa. Form rộng vừa giống như áo dâu đang mặc nè. Hàng Quảng Châu luôn. Cho dâu con này là mã xanh nha. 49 ngàn có một cái à. Hàng này hồi được em bán hình như cũng 75 ngàn thôi à. Nhiều màu mà hết rồi á. Em còn sót một con em sale cho mọi người 59 ngàn nha. Một cái duy nhất. Đây là chất bô ríp Quảng Châu này mấy chị coi nè, đó chất bô ríp Quảng Châu màu xanh nha. Rồi một con duy nhất nha, xanh cho cỏ bốn lá. Em là bé quê nha phải không bé? Cỏ bốn lá là bé quê nha đúng không, hay là mới nữa? Chị nào hỏi em cái gì mọi người hỏi nha. 70 kg đi chị. Ok gái. Áo xanh dâu hết rồi cho bé quê nha nè. 49 ngàn. Áo thun 70 kg. Vải dày. À ok. 70 kg mà vải dày. Trời ơi. Nha, bạn 165 ngàn, hàng của thương hiệu 3158. Form này là áo, này là áo unisex, nam mặc đẹp và nữ cũng mặc đẹp cho dâu, mặc cặp thoải mái nha. Anh nam nào mặc xấu mọi người trả về. Em nói em bán vòng vòng quanh đây nè, mua cho con này, mua cho chồng này, toàn là mặc áo form này không đó. Hàng dày 3158 nha, hàng thương hiệu 3158. Bao đẹp nha, cực đẹp. Bao đẹp cho dâu nha, xịn sò. Em bán 165 ngàn, hàng này người ta bán 250, 280 á, vải dày đẹp lắm. Đại nhân, ok chưa, form dấu quần con này hôm bữa dâu mặc like rồi nè. Nha, con này vô còn ba cái ba màu, còn hết màu rồi, còn đúng ba cái ba màu. Em có màu trắng nè, màu nâu nè, với lại màu rêu nha. Form rộng rãi thoải mái dấu quần, đơn giản vậy, mang thêm cái túi, mang thêm đôi giày hoặc là sandal là đẹp rồi. Ok nha, form rộng rãi thoải mái dấu quần free size từ 30 cân tới 7 80 cân em bao mặc đẹp luôn. Ok nha mấy chị nha, vô 42 cân vô mặc like rồi mấy chị. Mặc like rồi ha. Ok, cho dâu con này nè, em còn đúng ba cái ba màu thôi. 165 ngàn cho dâu nha. Dâu có màu trắng nè, 165 dâu có màu nâu nè, với lại 165 dâu có màu xanh rêu. Cam kết là hàng xịn nha, hàng xịn như hàng mấy chị ra ngoài mua hơn 200 cho em. Ok chưa? Form rộng dấu quần cho dâu nha cả nhà. Cỡ mét 6 đổ về là dấu quần chắc luôn rồi đó. Gầy là dấu quần. Nha, mét 6 đổ về là dấu quần đó cả nhà, áo form rộng nha. Rồi, dâu cả 3 mẫu thôi à bé bé ấy ơi. Hàng này dâu cả 3 mẫu thôi nha. Rồi mẫu thứ hai dâu cũng có ha, 3 màu, mẫu thứ hai đây. Mẫu thứ hai dâu cũng có 3 màu luôn hết. Cái này là hết nha. Mấy hôm dâu like là có nhiều màu navy rồi tùm lum màu á. Rồi mã 2 nha, mã 2 có trắng nè. Mã 2 có màu, con này gọi là màu, con lúc nãy gọi là con này là màu rêu rồi hả? Vậy con này gọi là màu vàng đi. Cho em dùng đơn ok gái, cho dâu gọi là màu vàng đi ha. Màu vàng với con này là màu nâu nha. Mã 2 có 3 màu. Rồi thêm một mã cuối cùng của hàng 3158. Hàng dày xịn. Ok bé, hello bé Mỹ Nhật. Rồi cho dâu con này là mã 3 nha, đẹp lắm. Bữa dâu like vô mặt con này nè, còn đúng một cái luôn á. Con này bữa màu này về cả 20 cái. Rồi cho dâu con này là mã 1, mã 3 nha, mã 3 có vàng nè. Mã 3 có màu trắng nè. Mã 3 có màu đen nè. Đó. Mã 3 có con này là màu gọi là xám đi ha. Áo này đẹp lắm.
Con này là gọi là nâu nha, mã 3 nâu, con này gọi là xám đi cả nhà. Dâu nói là màu rất là đẹp mấy chị. Màu cực tây luôn, dễ phối đồ nha, không kén da, không kén dáng. Em nói áo. Rồi, mày với chồng mày mặc cặp đi gái, đẹp lắm. Hoàng mặc vừa mà, ở đây vòng vòng người ta mua cho chồng cho con không à. Thiệt, em nói cái mẫu áo này mà mấy chị tới shop nhà em mua, em thề luôn, nói điêu mất lộc luôn, mấy chị tới shop nhà em mua là chưa một chị nào mua cho con gái, mà toàn mua cho con trai với lại mua cho chồng. Nè nha, hàng này là hàng nam nữ mặc ok la bao đẹp luôn nha. Nam nữ là mặc ok la bao xịn sò rồi. Chị nào muốn coi thêm túi xách, comment em lên cho mọi người coi túi xách. Rồi chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Với lại mẫu này có hai đây nè. Đó. Con này thì cũng là form rộng luôn. Đây nhân Nguyễn mấy form này em mặc vừa hàng Quảng Châu xịn này, dâu còn có ba cái dâu sale luôn. Nha, dâu sale con này cho cả nhà 79.000 một cái. Yên tâm là hàng xịn cho dâu mã. Con này là trắng đi, trắng 79.000 một cái nè. Bơ 79.000. Ok, bơ nha, chú cha ơi đẹp lắm, 79.000 bơ nè. Con này cho dâu là mã trắng chữ. Còn con này còn ba cái ba màu. Chị dâu có áo crop top không? Có nha bé Thư. Em kiếm áo len crop top hay là áo thun crop top nha, comment rõ dùm chị dâu nha. Con này chị dâu là mã trắng chữ 79.000, hàng Quảng Châu luôn. Hàng Quảng Châu của 3158 luôn á, 3158 nha. Sale con này 79.000 còn đúng một cái nè. Rồi con này chị dâu là mã bơ nha. Với con này chị dâu là mã trắng. Còn ba cái sale 79.000. Chị nào hỏi xét bộ đồ bộ các thứ thì comment lên dùm em nha. Màu rêu cho bé, còn có một con cuối cùng màu rêu luôn. Ơi. Bơ cho bé Mi nè, form đang mặc còn nữa không? Ờ. Rồi rồi rồi, con tô màu ở dưới đi, con tô màu ở dưới đây nè. Đúng rồi, con tô màu ở dưới đây xem thử, tô màu ở phía dưới nữa là xong nha. Đi ra cho mẹ. Không, phải bảo dưới không có tô. Có chứ, ở dưới phải tô chứ con. Đi ra cho mẹ bán hàng tí nào. Đi ra, đi ra. Ra chợ rêu cho bé Nhân nè. Form giống như đang mặc, đang còn, đang còn. Mẹ. Ơi. 8 4 4. Đúng rồi, đi vô trong nhà tô màu. Bơ cho bé Mỹ Nhật này. Áo đẹp lắm nghe. Nhận hàng con này 79 ngàn là chỉ có ưng thôi. Ở ngoài bán tới 130, 140 cái này rồi. Vô còn lẻ vài con, vô sale rẻ. Con áo đang mặc đẹp quá trời. Rồi em lên thêm mẫu nha, áo sweater nhiều mẫu mà chị ơi. Sweater nhiều mẫu nha, chị nào muốn coi sweater nói em lên mẫu cho coi. Mọi người chấm like share like nha, ba lô túi xách mẫu mới mà về được ít à. Chứ về được có 3 bụng mẫu à, đang cầm biên á. Rồi, áo đang mặc hả? Ồ, áo đang mặc có mấy cái màu tao đưa cho mày, mày coi chưa? Đây nè, con này có trắng, con này có trắng, có đen, có kem. Con này mày lấy chưa ta? Con này hình như là mày có một con màu đen rồi. Con này mày lấy một cái màu đen rồi. Trắng, kem, đen, 3 màu. Đẹp lắm, áo này đẹp lắm. Trắng kem đen 3 màu nha, chị nào lấy màu nào chốt giùm em này, áo 139 nha. Em có 3 mẫu form vừa là 139 nha. 3 mẫu form vừa là 139 nha mấy chị. Hàng này mọi người mặc thả hay mặc đóng thùng đều đẹp. Hàng này mặc thả hay là mặc đóng thùng đều đẹp cho dâu nha. Con này nè, cho dâu con này là mã chữ nhỏ nha, chữ nhỏ kem màu, chữ nhỏ kem nè. Con này là chữ nhỏ trắng nè. Đó, với con này là chữ nhỏ đen nha. Mặc thả mặc đóng thùng gì đều đẹp cả nhà ơi. Ok, 139.000, 139 giùm em ha. Chị nào muốn coi form rộng hay là form nào nữa thì cứ comment nha. Ai muốn coi form sao thì comment nha. Hồi chiều do mặc cái mã 89.000 đẹp quá mà hết sạch rồi. Hồi chiều do mặc cái mã 89.000 rất rất là xịn nhưng mà hết sạch luôn rồi. Đồ bộ quần ống suông rồi. Đây nè, áo mới. Đây là crop top do có, mấy mẫu nha. Crop top do có hai cái này nè. Hello Thanh Nhàn. Hello Thanh Nhàn. Phải em bữa hỏi dâu xét đồ thể thao ống suông không nha. Phải hỏi chị dâu xét đồ thể thao ống suông không. Hôm bữa hình như là em hỏi chị đúng không. Crop top nha. Nguyễn Tuyền lên bộ ống suông đi chị. Bộ ống suông là bộ thể thao nha. Dâu có một bộ duy nhất thôi. Một bộ duy nhất nha. Xịn lắm mấy chị ơi, xịn lắm. Xịn lắm luôn, siêu xịn sò. Mặc nguyên set hay là mặc tách set đều đẹp nè, cam đoan mọi người mặc nguyên set hay mặc tách set đều đẹp rồi. Hoan hỷ cho cả nhà, 199.000. Bộ này là vải đẹp với lại chất đẹp, giống như là hôm bữa em la em bán 250 nhưng mà quần kia là quần bó ống y chang chị khác nha, y chang nè, y chang hôm bữa do mặc lai mặc chị khác là con này là ống suông một set duy nhất nha, màu trắng. Yên tâm không có mỏng mà chị ơi, chặng gân của nó vải mướt mà dày lắm mọi người coi nè, yên tâm là không hề mỏng nha. Một set duy nhất này sale 199.000, một set ống suông cả nhà. Set ống bo thì em có nhiều nhưng mà set ống suông thì em còn có một set cuối à.
Set ông Xuân em chỉ có một set cuối nha. Hoan nghỉ cho cả nhà 199 ngàn. Có một bộ à? Đây nha, áo này do cả hai màu. Sale cho cả nhà áo này nha, 59 ngàn. Áo crop top có cổ đây. Mặc với quần dễ phối đồ, nhất là mặc với quần thể thao á, quần bao ống hoặc là quần suông á, nhức nách luôn. Mặc thể thao, bao ống hoặc là ống suông đều nhức nách nè. Màu đẹp nha, vô có một con này là gọi là màu cam đi. Màu cam, màu nâu gì cũng được với con màu trắng nha. Hàng xịn cho dâu nha mấy chế. Bao hàng xịn sò nha. Đây em còn hai cái hai màu, sale luôn cho cả nhà 59 ngàn. Sale luôn 59 ngàn một cái nha, vô có màu cam với lại màu trắng nè. Vải đẹp, mượt, hàng xịn. Chị nào lấy thì comment ha. Rồi, ủa bà Thảo đâu nãy giờ tôi hỏi mà bà không trả lời tôi trời. Bà Thảo nãy giờ tôi hỏi bà không trả lời tôi vậy. Áo này em còn có một cái à. Trời ơi áo này cưng lắm nè mấy chế. Em coi phải con này còn cái, nhớ con này còn hai ba cái mà. Chị nào muốn coi túi sách thì nói em ha. Đây nè, bởi ta nói là nhớ còn hai ba cái. Màu nâu, màu đen đồ nè. Đây còn hai cái à. Áo này vô còn hai cái thôi. Rồi. Con này vô còn hai cái hai màu nha. À Quảng Châu á mấy chị ơi, mấy hôm vô mặc á. Mấy hôm vô mặc like này hết màu rồi. Về cả chục màu. Hết rồi nha, còn một trắng với lại một nâu thôi. Ok chưa, một trắng một nâu 99 ngàn. Có set đầm áo khoác không em? Dạ, vài áo khoác em không có chị. Vài áo khoác em không có chị nha. Set dạ như là có chân vải dạ dài xòe sang. Đâu mẹ kiểm tra coi nè. Giỏi. Ok. Rồi. Ok con, rồi vô đi ngủ nha, rửa tay chân mặt mũi rồi đi ngủ cho mẹ. Rồi, mang vô để trong bàn á. Trong bàn nha. Trời ơi, giờ trời cái mặt phụng phịu. Trời ơi, hai mẹ con mặc hai cái áo màu cam luôn. Hai mẹ con mình mặc hai cái áo nhu mì ha. Ủa, mẹ mặc áo màu đỏ mà. Màu cam nè, màu cam giống con nè. Tại sao con nhìn em đây sao giống mẹ mặc áo đỏ vậy? Màu cam. Rồi đi vô ngủ đi nhá. Rồi ok. Ngủ đi mà. Ngủ cho mẹ bán hàng. Được rồi kệ nó, chữ kệ nó. Được rồi ok. Ông rối quá ông ơi. Nha yeah, mọi người em còn vài cái này, em còn hai cái hai màu này, sale cho cả nhà mình 99 ngàn một cái nha. Hàng Quảng Châu, vải mướt lắm mấy chị ơi. Vải bao mướt bao xịn sò luôn. Đây, người lớn trẻ con đều mặc được ha. Vô còn một trắng với lại một nâu nha. Một cái trắng với lại một cái nâu, con này là form lửng. Form crop top lửng á, form crop top nha. Chị nào lấy màu nào thì comment giùm em, còn một trắng một nâu sale cho cả nhà mình 99 ngàn. 99 ngàn nha, với con này còn một cái nè. Đây form này là form lửng nè, form này là form drop top, form này là form lửng nha. Form lửng nha, một con duy nhất rồi sale luôn 69 ngàn. Hàng Quảng Châu cho em nha, còn một con duy nhất này sale 69 ngàn. Chị nào lấy cho dâu mã xanh. Xanh 69 nha cả nhà. Đó form lửng đó, mặc thả mặc đóng thùng đều đẹp cho dâu free size. Rồi màu xanh nha, xanh em để 69 ngàn một cái duy nhất thôi mấy chế. Một cái duy nhất xanh 69 ngàn, chị nào lấy xanh chốt xanh. Bao đẹp bao xịn sò nha. Bao đẹp bao xịn mấy chị ơi. Em có con này, em sale cho cả nhà con này 69 ngàn. Đây, đây là áo thun body ha. Áo thun ôm nhưng mà vặn vải ok, hàng 787. Một sọc xám duy nhất nha. Có hai cái. Một màu duy nhất nha cả nhà mình. Sọc xám nha, chị nào lấy xám comment mã xám giùm dâu nhà đâu để con này cho mọi người 69 ngàn. 69 ngàn giùm em nha. 69 ngàn mã sọc xám. Màu này lên trắng da lắm cả nhà nhìn nè. Màu này lên bao trắng da giùm em nha. Cái form này là form ôm. Form ôm nha, 69 ngàn. Chị nào lấy xám comment mã xám. Cái form này hôm bữa em mặc lam tưởng hết màu nè. Bây giờ còn màu nè. Form này em mặc lam tưởng hết màu nè.
có cam, có xanh rêu, như hôm bữa vô mặt có vàng nè. Form này lên đẹp lắm luôn á mấy chị, form này lên cực đẹp. Form này lên đẹp lắm luôn nha, 60 cân quay đầu cho dâu. Ok chưa, màu xanh nè, màu trắng nè, màu đen nè, màu rêu và lại màu cam nữa. Màu cam giống như dâu đang mặc á, cam, rêu, đen, trắng, xanh với lại vàng nha, 85 ngàn. 85 ngàn nha, form cực đẹp luôn nha. Dâu like bữa thứ, hình như là bữa thứ tư, thứ năm á, like bữa cuối cùng mà dâu nghỉ bữa nay mới like lại á. Chị lên áo kiểu chưa, áo kiểu đây này gái, áo kiểu em muốn kiếm dạng công sở hay là kiểu sao? Tại vì áo kiểu dâu còn có ít cả dâu lẻ mẫu lẻ sai cái dâu sale rẻ á. Lẻ mẫu lẻ sai cái dâu sale rẻ nha. Áo kiểu đây. Áo kiểu dâu còn lẻ mẫu lẻ sai dâu sale rẻ nha. Áo nâu chị dâu để ở ghế bao nhiêu? Áo nâu chị dâu để ở ghế, áo nâu này là 99 ngàn gái ơi. Áo nâu này là 99 ngàn giùm em nha. Đây áo nâu này là 99 ngàn nha. Con này là dâu có màu trắng với lại màu nâu, đẹp lắm, dâu mặc like hết rồi. Hết sạch á, bảng màu của nó là nhiều màu lắm. Kem nè, trắng nè, đen nè, nâu đậm nè, xong là nâu lợt nè, rồi màu bơ, rồi màu hồng đậm, rồi màu vàng, chỗ nhiều màu lắm. Nha, 99 ngàn còn một cái cuối nè, màu nâu là còn một cái cuối luôn, trắng cũng còn cái cuối là hết hàng. Hết sạch luôn nha, sale 99 ngàn gái ơi. 99 ngàn nha. Mẹ áo ơi, kiểu đây này gái mẹ, ơi. Hôm qua hôm buổi sáng hai mẹ con đi Sài Gòn kiếm bố ngay được ngay quán cà phê ấy, ba mẹ chạy đi vô chạy, đi vô rồi ba mẹ chạy rồi đây này, ba, này mẹ nói nè, đi vô nhà mau lên để mẹ bán hàng đi nhá, đi vô nhà mau lên mẹ ơi lúc ba rồi đi vô nhà để cho mẹ bán hàng, khổ thật đó, cứ mỗi lần bảo đi ngủ là hả ông nhây. Hai cái nâu cộng trắng rồi, bé Thư ơi lên số điện thoại địa chỉ giùm dâu nha. Áo kiểu đây này bé Bi ra. Áo kiểu nha, vải đẹp luôn á, dâu có một cái nè, con này còn một cái duy nhất. Áo kiểu dâu còn ít mẫu, còn khoảng chục mẫu à. Nhưng mà tay dài, tay ngắn lộn xộn nha, rồi sale cho cả nhà con này nha, 79 ngàn một cái thôi. Một cái duy nhất áo Quảng Châu nha, sale 79 ngàn. Sale 79 ngàn một con màu trắng nè. Sale 79 ngàn nha, về có thể cài thêm một cái nơ, một cái tác vô đây là được. Cài nơ cài tác vô đều ok la ha. Áo này thì tầm 35 cân đổ lên cho tới 60 cân đổ về vừa nha mấy chị, 60 cân cao trên 1m6, còn không thì cứ 56-57 cân đổ lại là mặc đẹp nha. 35 cân đổ lên, 56-57 cân đổ lại là mặc đẹp nha. Ok gái, rồi cho dâu mã này là mã trắng nha, 79 ngàn còn một cái nè. 79 ngàn dâu còn một cái, chị nào lấy thì comment giúp dâu. Đâu rồi con trắng, đâu rồi trắng với nâu. Trắng với nâu chính chính hè rồi. Inbox cho dâu nha. Rồi dâu tiếp mẫu. Áo này mặc cũng sướng ghê, form đẹp ha. Còn có cái nâu với cái kem nè. Hai cái hai màu. Hai cái hai màu là hết. Lên mấy kiểu áo kiểu đi chị. Ok. Rồi dâu còn có mấy cái nha. Con này là vàng nè. Vải lai nền đẹp lắm. Con này là vải lai nền nha. Quá xịn sò luôn. Mọi người nhìn cái dàn cúc của nó nè. Xịn ông, con này là vải lai nền nha. Má ơi đẹp quá trời đẹp luôn. Chị nào lấy vàng cho dâu mã vàng. Hoan hỉ cho cả nhà, linen 79 ngàn chứ hàng linen là toàn 3-400 không? Cho em coi quần tây ok gái nha. Chứ linen là toàn là 3-400 một cái đúng không cả nhà? Ok chưa? 79 ngàn cho dâu con này là mã vàng. Vải linen giùm em nha mấy chị ơi. Linen cho dâu nha, xịn sò này một cái duy nhất ha. Chị nào lấy vàng, mấy con này là không có đóng thùng, mấy con này là mặc thả. Áo này là áo kiểu phong lửng mặc thả nha, 60 cân đổ về bao vừa. 60 cân đổ về bao vừa nha chị. Nha, chị nào lấy vàng, vàng cho bé Thư nè. 79 ngàn bao đẹp nha, hàng linen. Hàng linen. Rồi, qua unbox cho chị dâu luôn đi gái. Qua unbox cho chị dâu luôn đi nha. 79 ngàn áo kiểu. Vải linen luôn. Ok, tay ngắn tay dài có đủ. Rồi con này là vải lụa nè. Lụa gì ta, gọi là lụa gì mà đẹp lắm. Lụa trượt. Con này gọi là lụa trượt giùm em nha. Con này gọi là lụa trượt nha. Đằng sau có cúc màu đỏ đô nha cả nhà. Màu đỏ đẹp.
Ok chưa? Tay bồng nhẹ nhàng này, nói chung là sang xịn đó, tay bồng nhẹ nhàng thôi. Tay bồng nhẹ nhàng giùm em nha. Ở ngoài nó không phải là đỏ chói đâu. Lên like mọi người nhìn đỏ chói chứ ngoài màu đỏ đẹp lắm. Mày chỉ có thể cài thêm một cái nơ nhẹ nhẹ này hoặc là chị nào mà đeo dây giống như dâu nè, đó. Đó đơn giản vậy là đẹp rồi ha. Còn không là mình cài cái tag nhẹ nhẹ vô đây, màu đỏ ngoài dễ chịu lắm. Lên like nhìn nó ra màu đỏ tươi á. Ok chưa? Hoan hỉ cho cả nhà con này nha. Hàng này là có giấy kéo luôn mà. Hàng này có giấy kéo phía sau lưng luôn nè. 59.000 thôi. Bao hàng lụa trượt xịn nha, một cái duy nhất em sale 59.000 á. 59.000 không đủ tiền vải luôn chứ đừng nói tiền công. Nha, hàng xịn, tay bồng nhẹ nhàng trơn đơn giản nhưng mà nó có kiểu tay bồng nhẹ nhẹ ngay tay là xinh rồi. Phía sau có giấy kéo nữa cho em nha. Chị nào lấy đỏ comment mã đỏ giùm dâu lụa trượt. Lụa trượt màu đỏ. Rồi con này còn một cái cuối cùng. Trời ơi em nói á, chị nào mà mua con này là ưng lắm luôn á. Ai mua con này cũng ưng. Một cái cuối cùng đỏ cho chị Thoa Phạm này, một cái cuối cùng 145.000. Một cái cuối cùng nha, hàng mọi người ra mua 250, 280 như thế nào thì em bán 145 là y chang vậy. Cam đoan cả nhà nó xịn sò như vậy luôn. Còn sữa tắm nước hoa không dâu, dạ sữa tắm nước hoa chị lấy mùi gì vậy chị? Chị lấy mùi gì vậy chị yêu dấu á, sữa tắm cham á đúng không? Nè, đẹp lắm, mấy chị coi nè. Mua một cái áo là đáng đồng tiền một cái áo. Nó là chất vải nha, nhưng mà vải nó mịn hơn thun. Nó mềm, nó mịn hơn thun luôn á cả nhà. Một cái cuối cùng nha, con này do mặc like rồi, nó 3-4 màu lận. Hết sạch nha, còn một cái cuối cùng cho dâu mã xanh đi, 145.000. Xanh 145 cho dâu, chị nào lấy xanh chốt xanh. Xanh 145, chị nào lấy thì comment. Ôi áo đẹp lắm á chị Thoa ơi. 59.000 bao xịn luôn nè. Xanh nha, chị nào lấy xanh chốt mã xanh giùm em đi. Xanh 145. Em có tay dài, có tay ngắn luôn. Rồi áo kiểu đây nè, em còn có nhiêu đây áo kiểu à. Em dơ cho mọi người coi nha. Rồi con này cho dâu là mã 1 nè. Đó, hàng Quảng Châu xịn nha. Mấy chị mặc với lại, cái này là mấy cái kiểu này là người lớn hay trẻ con đều mặc được. Nha, mấy bé ở gần nhà em lớp 6, lớp 7 là mặc được hết trơn á. Mặc quần jean suông, quần jean ôm mặc xinh lắm. Form drop top nha. Rồi em bán con này là 129 cho dâu mã 1 đi, còn một cái cuối sale luôn 129.000. Một cái cuối nha, sale luôn 129.000 giùm dâu nè. Bao đẹp nha cả nhà, bao đẹp ha. Tay bồng vải đẹp nữa. Nha, chị nào lấy comment cho dâu con này là mã 1 sale 129.000. Hello chị Nguyễn Xô, con này là mã 2 nha. Con này là mã 2 cho em nha, sale 135.000. Thêu full áo, cổ ngọc thêu full áo còn một màu duy nhất nè. Nha. Thêu full áo nha, chị nào lấy comment cho dâu con này là mã 2. Mặc đi chơi đi công sở được hết nè. Mã 2. Rồi con này cho dâu là mã 3. Đó 135.000 vải 3D. Không xù, không nhăn cho em nha. Đây là vải 3D. Không mỏng nha. Mấy chị mặc áo ngực màu đen, màu trắng thoải mái luôn. Rồi comment cho dâu con này là mã 3 giùm em ha. Mã 3 135.000. Rồi con này cho dâu là mã 4 145 vải 3D nè. Áo kiểu em còn có 2-3 mã nữa là hết à. Mã 4 giùm dâu nha. Những tông này là mọi người đi chơi, đi công sở được hết nè. Con này là mã 4 với một con cuối cùng là mã 5. Một con cuối cùng là mã 5 nha. Đó, vải 3D nha, 145.000. Con này mọi người mặc thả, mặc đóng thùng đều xinh này. Màu nó là màu nút nha. Màu nu nu. Đó, con này dâu là mã 5 nha, 145.000 cả nhà. 145.000 vải 3D ha. Mình tay dài thôi, em có tay dài bánh bèo thôi à. Áo tay dài bánh bèo thôi. Áo tay dài bánh bèo thôi nha, chứ còn áo kiểu là em hết. Bây giờ người ta đi áo thun rồi hoodie rồi sweater hàng thu đông không á mấy chị. Giờ mà kiếm áo áo kiểu hàng hè như vậy hiếm lắm. Mà giá rẻ còn hiếm nữa. Dạ chị nha, sáng mai em làm bill chị, chiều nay em bận quá chưa. Chưa làm kịp á, sáng mai em làm em gửi chị luôn ha. Rồi em lên tiếp mẫu nha cả nhà. Chị nào hỏi muốn coi cái gì thì comment lên cho em. Lên cả tay dài. Ok. Tay dài có 3 mẫu hả? Sơ mi trắng đen đơn giản thì có. Tay dài có 3 mẫu này thôi. Tay dài mà dạt đi công sở. Mã 2 cho chị Nguyễn Xô. Mã 1, mã 2, mã 2 là mã này. Mã 2 là mã nào ta, từ từ. Con này là mã 1, à mã 2 là con này. Đúng rồi, mã 2 là con này 145.000. Đúng không ta? 135 đi ha. Con thêu này 135.000. Em còn nha, mã 2 em còn một cái. Mã 2 này em còn một cái nha. Chị nào lấy mã 2 chốt mã 2.
135 ngàn. Bao xịn mẹ chị ơi, bao xịn cho dâu. Mà hai dâu còn cả nha, chị dâu mã thêu cũng được. Chị dâu mã thêu cũng được nha. Rồi. Tay dài em chỉ có 3 mẫu này, áo kiểu thôi cả nhà. Xinh lắm. Xinh lắm luôn nè, cho mẹ chị coi mình vải nè. Coi chất vải của nó nè. Không có nhăn đâu nha, đây là cái chất vải của nó, là cái kiểu nó như vậy rồi, đẹp lắm, mướt cực kỳ. Siêu mềm luôn á, mềm mướt nè. Đi chơi đi công sở được những mã này cho dâu nha. Rồi cho dâu con này là mã vàng đi cả nhà, 145 ngàn. Vàng 145 ha, chị nào lấy vàng comment mã vàng. Chuẩn hàng Quảng Châu cao cấp nha. Chuẩn hàng Quảng Châu cao cấp cho dâu nha. Rồi con này cho dâu là màu nâu nè, đẹp không? Màu nâu dùm em nha cả nhà, 155 ngàn. Mướt lắm mấy chị, mướt lắm. Nâu nha, chị nào lấy nâu chốt mã nâu giúp dâu, nâu 155. Mặc lên nhìn hách bao nhiêu là tuổi. Mặc lên hát bao nhiêu là tuổi nha. 155 ngàn cho dâu mã nâu với lại trắng, 155 ngàn. Chị nào lấy màu nào thì comment nha. Đó, mặc đi chơi đi công sở được, không hề mỏng nha cả nhà. Không hề mỏng giùm em nha. Đi chơi đi công sở đều ok la. Rồi chị nào lấy con này cho dâu, con này là mã trắng nha, 155 ngàn. Áo kiểu tay dài. Áo tay dài em có 3 mẫu đó thôi mẹ chế. Áo tay dài em có 3 mẫu đó thôi nha. Cho mọi người coi áo len nha, áo len form ôm, form crop top đi. Cho chị trắng nhé. Dạ, có quần tây không? Có nha. Quần tây chị dâu có gái yêu ơi. Quần tây dâu có nha, bé Mộc Lan. Trắng á chị Hà Trần nè. Mộc Lan sẽ S hả? Em kiếm màu gì, dâu có nhiều màu lắm. Em kiếm màu gì hay là màu đen thôi để dâu lên mẫu luôn. Này ai hỏi dâu quần tây ta? Này bé nào dâu hỏi dâu quần tây giờ mới sực nhớ nè. Này ai hỏi dâu quần tây mọi người comment lại giùm em cái. Để nào coi ba lô túi sách thì comment nha mọi người. Trời ơi áo xinh lắm, áo đẹp lắm chị Hà Trần. Chị nào coi quần à, coi ba lô túi sách thì nói em nha. Bữa nào bạn áo bra đi chị, bữa giờ chị dâu bạn áo bra mà. Hết hôm nay hết sạch á. Ừ bữa nào chị dâu bạn áo bra cho nha. Áo bra nhà dâu ghiền đúng không, đẹp đúng không? Bờ ra. Cái này dâu treo cái gì đây. Con này em còn, con này với con màu xanh nha. Sale 69 ngàn bao đẹp nè. Áo thun nha cả nhà, áo thun Quảng Châu. Áo thun Quảng Châu nha, dâu còn một xanh với lại một nâu nha. Sale cho mọi người 69 ngàn. Áo thun Quảng Châu form lửng nha. Form lửng. Áo thun rộng form lửng. Chị nào lấy thì comment đi, dâu mã xanh hoặc nâu nha. Sale 69 ngàn. Sale 69 ngàn, quần tây baggy đùi vừa dạng dài đi chị, ok gái. Áo crop top 3 lỗ có không chị dâu? Không có. Em inbox qua chị dâu chưa? Dâu có một con áo thun xinh nè. Chị nào lấy con này là hoan hỷ nha. Có một cái à. Chị nào lấy con này là hoan hỷ cho em nha. Đó. Hồng nha. Ở bên hông là có dây rút nè. Muốn rút thì rút. Rút cho dễ thương. Rồi chị nào lấy hồng comment mã hồng cho em nha. Để con này nhiêu được trời. Có một cái 55 ngàn đi. Chị nào lấy hồng chốt hồng nha. Hồng 55 ngàn em có một cái áo thun thôi. Chị nào lấy hồng comment mã hồng giùm dâu nè. Xinh xỉu luôn á, hồng giùm em nha. Em inbox rồi chị dâu, cảm ơn em. Rồi hồng nha cả nhà mọi người coi nè. Con này mặc cái gì cũng đẹp hết á. Chân váy, quần thể thao, quần sọc, quần jean mọi người đều phối được hết nha. Chờ dâu lên quần tây cho quần tây baggy. Quần tây baggy nha gái. Form giống như em hay mặc ở Mỹ Nhật đẹp lắm. Bữa nay mà mặc quần tây hãng Tami là ưng liền. Nha, quần tây Tami là ưng liền. Hồng 55 ngàn, chị nào lấy hồng comment mã hồng giùm em. Rồi. Áo Quảng Châu này có một con cam thêu nha. Áo này là áo crop top nè. Đây, có một con áo cam chữ thêu nha. Chị nào lấy cam cho dâu mã cam đi cả nhà, 59 ngàn. Sale luôn cho mấy chị 59 ngàn một cái áo Quảng Châu thêu chữ. Rồi cho dâu mã cam nha, sale 59 ngàn. Chị nào lấy cam chốt mã cam. Quần tây màu gì vậy cả nhà ơi? Ai hỏi quần tây mà không thể comment vậy? À hỏi quần tây mà à, mọi người muốn coi màu đen hay là màu gì? Tại vì quần tây dâu có nhiều màu nha. Hồng 55 cho Nhung Chương. Quần tây dâu có nhiều màu á cả nhà. Chị nào muốn coi quần tây màu gì nói em lên mẫu. Nhiều màu lắm nha. Tại vì nhiều chị đi làm chỉ mặc được màu đen. Còn dâu bữa nay dâu đang bán quần tây hãng. Dâu gom được một lô quần tây hãng mà bây giờ nó còn có mấy chục cái à. Có size 65-70kg nha. Form đẹp luôn, hàng hãng nha mấy chị. Hàng hãng Tami.
55.000 cho Nhung chưa? Có quần ống suông không em? Dạ quần ống suông em hết chị. Ống suông em hết sạch không còn con nào rồi. Em bây giờ em chỉ có quần ống đứng thôi. Quần ống đứng, quần baggy, kaki hay là jean tây hay là kaki thì đều có quần baggy. Còn suông thì em chỉ có quần jean. À em có mã quần jean suông đẹp lắm nè cả nhà. Quên rồi, đóng hàng cho sỉ lẻ, tách hàng cho khách sỉ gần hết rồi, bây giờ mới sực nhớ nè. Ui cái quần xịt lắm luôn á cả nhà ơi. Nha, bao xịt xò luôn, hàng đô mì nè, xịt lắm, hàng đô mì cho em nha. Mà chị coi nè, siêu hách dáng, dáng không hách trả lại cho em, không hách được dáng trả về cho dâu luôn. SML em còn SML nha, dáng không hách trả lại cho dâu, mọi người coi nè, hàng của nhà dâu nha. Ok chưa? Rồi rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Lưng hai cúc cho dâu nha, nó hách dáng lắm, siêu hách dáng luôn cho em. Siêu hách dáng luôn mọi người coi nè. Quần ống suông nha, quần ống suông nha cả nhà, 175.000 em còn SML. Còn SML nha, quần ống suông SML cho dâu. Bao chất bao form đẹp luôn, hách dáng luôn. Bao chất bao form đẹp, hách dáng cho dâu nha. Chị nào lấy cho dâu mã jean kèm size. Jean kèm size giúp em nha cả nhà, về cắt khuy vô là đẹp nữa. Đó, về cắt khuy vô nha. Jean này không có size em nha, có size em thì có jean khác bé. Size em có jean này. Size em có jean này chị Hồ Tuyền mặc đẹp lắm, còn dứt thêm màu lợt nè. Jean em vô có quần co giãn và không co à, vô có quần không co giãn. Jean size của em thì vô có mã này nè gái. Đây nha, size em quần jean dài thôi. Quần jean dài baggy đẹp nè. Để em một cái ok ra một cái nè. Hello em, ống rộng bao nhiêu chị? Size S bao, eo bao nhiêu chị? À, bé ơi, size S eo tầm khoảng cỡ trên cỡ 6 mấy à? Size S eo tầm khoảng cỡ 65 66 thôi à. Em mặc size M. Em mặc size M nha, đẹp lắm. Ống này là ống 20. Con này là ống tầm khoảng cỡ 22 á gái, ống 22 nha. Ống 22 cho ra một cái nè. Rồi. Bỏ vô không là quên, 175.000. Em có còn gần hết rồi cả nhà, còn một hai cái gì, một hai size gì à. Hello, hello Châu Ngân. Quần jean bao xịn sò. Áo sweater đầy đủ nha, chị nào coi mẫu nào áo thun nữa cho áo thun đẹp lắm có mấy chục ngàn, chờ em lên mẫu cho. Chờ em lên mẫu cho nha cả nhà mình, ok. Một cái size M cho Hồ Trân, giờ chị dâu inbox cho em không được ta. Inbox cho em không được nên là đồng hồ các thứ mắt kính chị dâu chưa gửi, em inbox cho chị dâu một cái đi gái. Kim Loan ơi, mẫu này nè Kim Loan. Em sale cho mọi người 119.000, hàng này là hàng size đại nha. Em có L, XL và 2XL, dao động trong tầm khoảng cỡ 53 cân đổ lên tới khoảng 65 cân, 67 cân cả nhà. Ok chưa? Có size L, XL và 2XL, màu đậm với lại màu lợt. Chị Hồ Tuyền nè, mọi người không tin thì em đọc, em mở inbox cho coi nè, nhận hàng đẹp quá là lấy thêm màu lợt á. Nha, em sale hàng này là hàng jean baggy dài không co giãn nha, vô sale 119.000. Nha cả nhà, không co giãn giùm em nha. Không co giãn giùm em nha. Đó, nè, đẹp lắm, cho mọi người coi màu này. Đây là màu xanh đậm. Đây là màu xanh đậm rồi, chờ em lên quần tay cho áo thun với quần tay, chờ dâu lên mẫu luôn nè. Rồi đây là màu xanh lợt nha, LXL và 2XL. Đây là quần baggy nha cả nhà, quần jean baggy không co giãn rồi, dâu sale 119.000, hàng này là hàng size đại luôn. Hàng size cổ nha, LXL 2XL. Không có size nhỏ là qua form khác. Chị nào muốn coi quần baggy, baggy có màu kem với lại màu đen thì qua, với lại màu trắng thì qua size khác giùm em nha. Nè con này còn một cái màu trắng cuối cùng em sale cho mấy chị ha. Ok chưa, con này một con màu trắng size S và một con màu đen cuối cùng em sale cho mấy chị nè. Jean nha, con này là jean. Con này thì quá đẹp rồi, chị nào mua thì biết form và chất nó đẹp rồi ha. Em còn một S đen với lại một S trắng. Chị dâu nói từ chân váy cho tới đầm, cho tới quần tây, quần jean, quần ngố, các kiểu luôn. Toàn là rất S. Có một số mẫu là rất M, còn đa số là rất S. Rất S không. Lên quần à, một hết mất tiêu rồi gái ơi, dâu hết rồi. Em có jean size M không? Hết rồi. Để dâu coi còn sót dâu để cho nha bé Thư. Thư một cái suông size M với lại Mimi một cái suông size M để dâu mai dâu soạn hàng dâu coi còn không, dâu để cho nha, chứ tại size M hết rồi. Nha.
Ok chưa? Đây là quần baggy nha cả nhà. Em có màu đen nè. Hàng xịn cho dâu nha, rồi hoan hỷ cho cả nhà. Nói chung là bao chất bao form đẹp cho mấy chị ha. Bao chất đẹp giùm em nha. 99.000. Hoan hỷ cho cả nhà mã này 99.000. Em có đen với trắng. Đen với trắng 99.000 nha mấy chế. Đen 99, trắng 99.000 size S nha. Size S nha. Form bao đẹp nè. Chị nào size S dứt đi, em nói thiệt vải đẹp luôn. Jean nha, form đẹp lắm luôn á mấy chế, form đẹp lắm. Jean size S giúp em nha, jean lưng cao đằng sau 2 túi, đằng trước 2 túi. Rồi sale cho cả nhà 99.000, em có S đen và S trắng. S đen và S trắng ha. Chị nào lấy màu nào thì comment màu giúp dâu. Quần chỉnh tất dâu đâu có đâu gái, chỉ có một bé ghi em sunlight lên là thằng chỉnh tất thôi. Nha, không sunlight thì dài mà sunlight lên thì thằng chỉnh tất. Không sunlight thì dài, sunlight lên thì thằng chỉnh tất nha. Dâu lên mã này cho mọi người nè, mã này thì nó có size nè. Màu đen với lại màu màu kem. Dâu lên mẫu này cho mấy chị nha. Dâu lên mẫu này cho cả nhà nè. Đây, sang lai, xả lai đều được. Cho dâu con này là mã 2 đi. Sơ mi chất mềm đẹp đi chế. Sơ mi hả? Chất mềm đẹp bây giờ dâu chỉ có tay ngắn thôi. Sơ mi chất mềm đẹp chỉ có tay ngắn thôi nha. Tay dài chị dâu. Tay dài đâu có sơ mi đâu hết rồi. Lâu lắm không xanh được áo sơ mi tay dài nha. Lưng cao xịn sò nha cả nhà. Con này là dâu có SML, đủ size SML màu đen với lại màu nu. Cho dâu con này là mã 2 kèm màu nha, mã 2 nu SML hoặc là mã 2 đen SML. Đây là quần baggy nha mấy chị. Đây là quần baggy giùm dâu nè. Ok chưa? Baggy cho dâu nha 115.000. Baggy không co giãn 115.000. Em có 2 màu nha. Còn đủ size mẫu mới thì đang còn đủ size. Còn đủ size SML, chị nào lấy thì comment giúp dâu. Màu nu với lại màu đen kèm size cho dâu ha. Nu đen hoặc là mã 2 kèm size giúp dâu. Đây là quần baggy nha mấy chị. Quần baggy giùm em nha. Đó, chị nào mặc không xả lai thì là nó thành quần dài, săn lai lên là thành chỉnh tất. Nhưng mà quần baggy thường mọi người nên săn lai nó đẹp hơn. Quần baggy săn lai nó đẹp hơn nha. Quần baggy mọi người săn lai nó sẽ đẹp hơn giúp em. Đen em nha, ok Thảo nè. Quần ống suông, ống ơ. Chấm like lên giùm em nha cả nhà. Mọi người ai muốn hỏi mẫu nào thì comment giúp dâu nè. Đó, đây là quần màu đen đây. Màu đen đây nè. Nó còn độ co giãn á. Con này nó co giãn luôn. Nó có độ co giãn nha. Con này là quần nó không dài quá mắc cả đâu. Dài vừa thôi. Sun like lên là thành chỉnh tất. Baggy thì mọi người sun like lên đẹp hơn. Mang giày thể thao, mang cao gót đều được nè. Tùy mình phối đồ à. 101 nha, chị nào lấy thì comment cho dâu mã nu hoặc là mã đen kèm size. Nu hoặc đen kèm size giúp dâu nghe. Rồi. Tới đây giờ không nhớ mọi người hỏi em cái gì rồi. Ai hỏi dâu mẫu nào? Ê, em nói áo này đẹp lắm nha. Đây là hàng 787, dâu còn có nhiêu đây à? Hết màu luôn á. Hết mất mấy màu luôn á. Đen, đồ trắng, đồ là hết sạch luôn nè. Em đăng hình hết sạch, em còn có nhiêu đây cái á mấy chị ơi. Em còn có nhiêu đây cái nha. Cam kết hàng 787, áo không có cổ. Đẹp lắm luôn á. Sale 79.000 cho mọi người. Sale 79.000 xịn sò nha, sọc đỏ nè. Đây là xanh đen nè, đây là sọc rêu nè. Đỏ xanh đen rêu. Hàng 787 giùm em nha mấy chị. Cầm một cái áo là như cầm một cái đầm thái luôn á. Nặng tay xịn sò. Cam đoan lên form đẹp nha, sale 79.000. Ok chưa? Xem nhận hàng là xem hàng thoải mái trước khi thanh toán cho mấy chị mặc thử luôn á. Sale 79.000 em còn 3 màu nha. Sale 79.000 còn 3 màu nè, đẹp không? Rồi con này cho dâu mã là sọc xanh đi. Con này là sọc rêu đi cả nhà, đẹp lắm, có dây kéo đây nè. Dâu nói là cầm cái áo này 79.000 cam đoan ưng liền ha. Nó nặng tay xịn sò chất mướt rượt luôn nha. Ok chưa? Cho dâu con này là mã sọc rêu ha. Sọc rêu nè, 79.000 bao xịn. Con này là xanh đen. Chị nào lấy thì comment cho dâu mã này là mã sọc xanh đen giúp em. Vậy con này là sọc đỏ nha, còn 3 sọc 3 màu. Còn 3 sọc 3 màu giùm dâu nha, bao xịn sò. Bao xịn sò nha, hàng của thương hiệu 787 nha, từ tem mạc cho tới bao bì. Logo 787, hàng thương hiệu 787 nè. Xịn sò cho dâu nha, chị nào lấy màu nào thì chốt giùm em đi. Chị nào lấy màu nào comment giúp dâu nha, 79.000 thôi mấy chế. Cầm áo nặng tay mà chất nó mướt lắm.
Hồi chiều em mặc hàng 787 này mà mẫu form rộng em hết sạch luôn rồi. Hết sạch luôn, chiều giờ mọi người chốt chắc mười mấy cái mà không có hàng nữa. Còn có một cái em đăng lên mọi người chốt á. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Ai lấy sọc nào thì chốt mã sọc kèm. À chốt mã sọc giùm dâu. Chị nào lấy sọc nào thì comment giúp em nha. 70 ngàn thôi. Cho chị cái gì bác mã nu đen luôn à. Em sợ chị không vừa quá. Từ là để em coi cái form của nó coi nè. Em coi cái form size L 56kg mà chị cho mét 6 hả? Mét 6 hay mét 6 mấy? Để em khui cái màu nút size L xem. Vải nó mềm lắm. Chắc dừa á chị ơi. Bự cho bá. Ai hỏng quần tây chậm cho dâu một cái đi mấy chị. Chị nào hỏng quần tây nãy chị nào nói có quần tây này chậm cho em cái em lên luôn nè mọi người. Chị nào có quần tây chậm cho dâu một cái dâu lên quần tây cho mấy chị coi nè. Áo thun nam, áo sweater nam nữ có đầy đủ nha. Cả nhà có đầy đủ ha. Vải mềm có co giãn không chị? Có co giãn nha gái. Co giãn nha, vải mềm co giãn đó. Baggy này là vải mềm mà. Vải mềm nha. Có độ co giãn gái yêu ơi. Có độ co giãn nha, co giãn nhẹ chứ co giãn không có nhiều. Không co giãn nhiều đâu, co giãn nói chung là co giãn nhẹ nha, co giãn nhẹ nè, nói chung là bự lắm cái đùi của nó này, ngay cái phần mông bự lắm. Vậy size L em vừa không? Chắc vừa quá vô không biết. Không biết. Không biết nha, tại vì con này size L là nhìn nó rất là bự. Mọi người nhìn trên like này thấy nó bự không? Nhìn trên like là thấy nó bự nha. Cái đùi nó cũng thoải mái nữa chứ không có bị ôm. Đùi nó bự thoải mái nè. Mấy chế ok không? SML nha cả nhà, nu về đen chấm mút. SML. Chị nào lấy màu nào thì comment giùm em. Rồi. Áo thun, quần tây, sweater. Dạ, Gilefao em không có chị. Gilefao không có rồi. Gilefao chắc bữa nào, chắc ngày mai có về hàng ở bên kho kỹ gửi áo phao trẻ con á. Thì may ra có áo phao không à, Gile rồi áo nón. Rồi áo không nón của trẻ con. Chứ em... em đồ đông, em thích bán len thôi, em không thích bán phao. Mai gửi, dạ ok chị Thùy Lê nha, mai em gửi. Đây nè, em cho chị coi áo trắng của chị đây nè chị. Áo trắng nè, thích lắm chị ơi. Em hết rồi đó. Đen em hết, màu trắng đẹp lắm. Nè, chỗ em nói lông thỏ nó mướt cực kỳ luôn. Lông thỏ nó mềm, ơi là mềm nha áo chị. Đăng hình như thế nào, gửi hình như thế nào là y chang như vậy chị. Mướt mịn xịn sò. Nha, trắng như ngọc trinh luôn, nhìn vàng cúc nó đẹp không? Nhìn vàng cúc nó xịn xò không chế. Y chang hình nha, mà ở hình thì mọi người không có nhìn rõ được cái chất này với lại cái cúc này, mọi người không nhìn rõ được thì nó sẽ không đẹp bằng. Đẹp không? Y như hình luôn, chị thấy không? Đây nha, khoác hờ hững nhẹ nhẹ như vậy này đó. Đó mọi người mặc áo mọi người khoác như vậy thôi là cũng đẹp rồi. Lông thỏ. Chị nào muốn coi hàng len lông thỏ cardigan hàng siêu cấp thì cứ comment em lên cho mọi người coi. Dạ chị. 300 rẻ luôn, ở ngoài bàn con này đã 400 mấy, 500 mấy cái. Lông thỏ hãng. Lên tiếp em rớt tóc, dạ rớt tóc đầu lên nữa. Thun rớt tóc chị dâu hết rồi. Rớt tóc chỉ có áo kiểu, áo len đồ thôi nha. Con này còn một cái nè. Công nhận, len con này là mặc form đúng đẹp. Chị nào mà mặc tông trẻ thì cứ mặc chân váy ngắn với quần sọt. Còn lại em nói mọi người mặc với quần tây suông, quần jean suông, quần tây suông. Hoặc là ống lê, em nói lên con này không đẹp, em tặng cả nhà luôn. Có áo sơ mi đẹp giờ em hết đó chị. Em chỉ có áo kiểu thôi à. Áo kiểu đẹp thì có. Áo kiểu đẹp thì có chị. Áo sơ mi thì em hết rồi. Áo sơ mi em hả? Săn hàng đó giờ mà không có luôn á. Cỡ mà võ sĩ mà bốc 178 em cũng bốc nữa. Tại vì khách hỏi nhiều lắm luôn á. Nhưng mà không có. Hồi đó bán sơ mi đẹp có hơn 100 ngàn. Rồi có loại có mấy chục ha mà. Hai năm nay không ôm được lô nào hết. Giờ xăng cái loại 178 sĩ lấy vô để bán khoảng 200-220 cái cũng được nữa. Nha, xăng khoảng cỡ 178 tới 200 sĩ mà không xăng được.
Được có 1 mẫu 2 mẫu vậy à, chứ nó không có nguyên lô nhiều mẫu như ngày xưa. Len này đẹp lắm, em còn một con len crop top này. Không xịn sò tặng mấy chị luôn nha, mặc quần ống bát nè, quần ống loe, quần ống bát nha. Ok không? Em sale cho cả nhà 99.000 con đúng một cái cuối. Không đẹp không lấy tiền nha, mọi người cứ mặc quần jean hoặc là nhất là quần tây ống suông với ống loe là bao hết dáng luôn. Nha, bao hết dáng gọn người luôn, còn mặc chân váy ngắn với quần sọt thì dễ phối rồi. Nha. Ok chưa? Chị nào lấy thì comment cho dâu. Nè, đẹp lắm, cho dâu mã len nha. Len 99.000 một cái thôi cả nhà. Len 99 nha, chị nào lấy len chốt mã len giùm em một cái duy nhất này. Một cái duy nhất ha. Chị nào lấy len chốt len. Nè, mấy con này chất đẹp lắm luôn á mấy chị coi nè. Nha. Em nói bao mướt luôn á, chất len bao mướt mịn luôn á. Chị nào lấy cho dâu mã sọc xanh nha. Sọc xanh cho dâu. Sọc xanh cho dâu nha, 99.000 hàng cao cấp cho em nha. Rờ mình vải rất là mướt luôn. Rờ mình vải bao mềm mịn mát cho em nha. Rồi sọc xanh, chị nào lấy sọc xanh chốt sọc xanh. Con này là mã xám, sang chưa nè. Len màu sang chưa. Xám này sang chưa. Xám này siêu sang mấy chị ơi. Xám này siêu sang giùm em nha. Rồi sale 99.000 luôn. Nó xịn từng cái màu cho tới cái hàng cúc, cho tới cái kiểu sang. Chị nào lấy xám comment mã xám nha. Sale 99.000. Rồi em có con vàng này. Ok chưa. Rồi vàng sọc, sọc sờ là sọc xanh. Xanh em còn một cái nha, len đẹp lắm bé Thiên Bình. Này về mặc với quần quần nu hoặc là quần trắng đẹp nha. Xanh em còn một cái nha, chị nào lấy xanh chốt mã xanh giùm dâu mày chế. Xanh còn một cái, chị nào lấy xanh chốt mã xanh. Hàng bao xịn nè. Chị nào lấy xanh chốt mã xanh giúp em nha. Rồi em có con len vàng. Len đá, len đỉnh đá. Một cái thôi nha, free size luôn cả nhà. Free size ha. Free size 35 cân tới 60 cân mà chị mặc vừa. Chất dày dặn đẹp luôn cho dâu. Rồi để con này cho cả nhà hoan hỷ con này nha. 79.000 một cái duy nhất. 79.000 một cái duy nhất. Chị nào lấy vàng comment mã vàng giùm em. 79.000 một cái duy nhất nha. Chị đẹp nào lấy vàng chốt mã vàng. Nha, len bao xịn sò nha. Cả nhà mình len xịn sò chưa. Chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em ha. Một cái này chị nào lấy len vàng chốt mã len vàng. Ai coi áo khoác nói em lên nha cả nhà. Áo khoác, áo hoodie, sweater. Nhiều mẫu nha, quần tây. Nhiều mẫu. Đầm, set, đồ, túi sách, đồ các thể loại. Nói chung là nhiều mẫu. Ai muốn hỏi mẫu nào thì nói em lên nha. Quần nam nữa, quần nam còn có 2 mẫu. Quần nam còn có 3 mẫu. Áo thun ôm, áo thun rộng. Rồi phom lửng, phom crop top có đầy đủ nha. Phom crop top giờ còn có 3-4 mẫu. Nhưng mà còn áo len này đẹp nè. Áo len phom crop top nè. Cả nhà coi cái chất len của nó, mọi người nhìn ghiền không. Một con duy nhất, con này sang này chị Tuyến Định ơi. Len này là len lửng nha, len phom lửng nha. Chị nào cao hoặc lưng dài thì mặc crop top, còn bình thường thì mặc qua rốn. Phom lửng cho em nha mọi người coi nè. Nó xịn nè, hàng cúc nó cũng xịn. Chất len nó cũng xịn luôn. Chất len nó cũng xịn luôn, tay dài. Ôi 99.000, chị nào lấy cho dâu con này là mã đen đi. Sang lắm mày chế, xịn sò luôn cho dâu nha. Đen 99.000, em có một cái duy nhất nha. Phom lửng tay dài. Len hãng cho mày chế coi chất nè. Đẹp chưa, đẹp không. Xếp có size to không chị? Set nào gái? Set nào size to vậy? Set bộ thể thao có. Set bộ thể thao có size to nghe. Set bộ thể thao hả? Hay là set gì? Em hỏi chị set gì vậy? Lấy luôn bét ghi màu nút, ok. Không phải thể thao nha chị. À, set nhưng mà không phải thể thao đúng không? Đâu có set gì đâu, giờ set là chỉ có thể thao. Giờ set là chỉ có thể thao thôi. Còn set kiểu hả, set kiểu có sai em luôn á. Em có set kiểu đúng không? Set kiểu sai em có mấy bộ chân váy.
có chân váy nhưng mà dạng vest được không nè, mà đẹp lắm gái ơi, đẹp lắm. Màu này nó cũng trẻ nữa. Size XL yên tâm là cái quần vừa, em chỉ bị phần mông đúng không, mông với đùi yên tâm là cái quần này vừa. Size XL nha, hàng không coi giãn, size XL này là bao em vừa luôn nè. Vải đẹp cho dâu nha, còn đúng một set luôn á, còn đúng một set size này luôn, chứ cái dòng này là đủ size mà nó có thêm màu hồng nữa. Hết hồng rồi, màu hồng hết sạch. Giờ dâu chỉ còn một con, một bộ màu kem. Vải dày dặn không hề mỏng nha. Ok không gái, mặc nguyên set, mặc tách set, bao đẹp bao sang. Hàng người ta bán hơn 400 một set mà nha. Dâu còn một set size XL sale cho cả nhà 195.000. Yên tâm là chuẩn hàng xịn sò, như hàng mấy chị em mua ra ngoài mua 300 mấy, 400 mấy á. Đây set kiểu em mặc nguyên set, tách set đều được nè. Mặc đóng thùng hay mặc thả đều được nè. Vừa trẻ vừa sang nữa. Dâu còn có một màu với là còn đúng một bộ luôn. Còn một size luôn. Hôm bữa có màu hồng nữa. Nha set nha. Với lại set này là cũng XL mà size lớn. Con này là chân váy. Con này là chân váy rồi, chân váy dài. Set size lớn là dâu chỉ có mã đó thôi à. Set size lớn là chỉ có mã đó thôi bé. Còn lại là đầm, đầm size lớn thì có. Hoặc là set size nhỏ thì có XM. Chứ còn set size lớn là chỉ có một bộ đó thôi. Mét 65, 54 cân không vừa đâu, sợ rộng á. Cân là chị dâu sợ rộng, áo thì không lo, nhưng mà quần là sợ rộng á. Em ưng thì em bóp lại xíu thôi, chị dâu cho em coi quần nha. Ưng thì bóp eo lại xíu, chứ còn đùi với mông không cần phải bóp. Còn áo thì khỏi phải bóp nha bé. Nói chung là rộng á, em mét 65 mà 54 kg là rộng á, quần đẹp lắm. Mét 65 54 kg, em mặc qua mẫu khác đi. Mặc bộ này vừa nè. Set size M còn không dâu hết rồi. Đây nè, set size M nè. Trời ơi, áo này không, mọi người ra ngoài mua hơn 200 á, tin không? Đơn giản nhưng mà cái chất nó nặng, cái chất nó mướt lắm nè. Samatha với con này nè, Samatha. Thiệt sự, áo này mà không xịn sò 200 mấy đừng lấy nha. Form đẹp, chất đẹp luôn. Kèm theo một con quần váy. Ok chưa? Kèm theo một con quần váy giùm dâu nha, hàng xịn mọi người. Hàng xịn giùm em nha, đường may rất là đẹp luôn, lót hai lớp. Chuẩn hàng xịn nha. Hàng này cả nhà ra ngoài mà mua dưới 200 về đêm tặng cho, cam đoan luôn. Ok nha, 195.000. Ok, Samatha này size M còn đúng một set này luôn. Đó, size M đây. Áo xịn lắm. Quần xịn thì không nói rồi, còn áo xịn luôn. Cầm nặng tay lắm luôn ha. Có đầm, đầm set đi công sở, đi tiệc, đi chơi. Chị nào cứ muốn hỏi cái gì thì comment nha. Công nhận bộ này về nhận hàng ưng lắm luôn á. Chất đẹp lắm. Còn set kiểu vậy không? Có lên quần tây. Ok, bây giờ chị dâu lên cho, để em. Để em là lấy mã gì? Trên áo là áo sweater chị ơi. Áo cha nam nữ mặc ok nè. Mọi người thấy, thường thường là mọi người chỉ mua áo thấy cái này thôi đúng không? Thường thường mọi người mua áo là chỉ thấy có cái mạc này thôi đúng không? Hàng nhà dâu nó còn cả cái tích hãng nữa. Đó, thường thường là chỉ có túi xách, ba lô thì có cái tích thôi mà. Bữa nay dâu săn được mã này có cả tích luôn, mọi người thấy xịn không? Xịn chưa, quá trời xịn sò luôn. Vải này đẹp lắm luôn, em nói cái vải nè, cái vải lót của nó rất là đẹp luôn á, mấy chị mướt rượt luôn, cái vải lót nó xịn sò luôn nha. Cái vải lót này nó rất là xịn, có mấy màu luôn, hàng theo. Hàng theo đây là áo sweater. Đây là áo sweater nam nữ mặc ok la giùm dâu nha. Người lớn, trẻ con, nam nữ mặc đẹp hết nè. Sweater cho dâu nha, hàng theo 235.000. Rồi ở ngoài nó bán từ 300 mấy một cái. Vải mướt lắm mấy chế. Hàng kèm tích cho dâu nha, hàng của thương hiệu Emma nè cả nhà. Hàng của Emma, hàng nội địa. Ok chưa, hàng xịn sò, hàng bên Trung á nha. Nó kèm tích hãng luôn này, là mày chị thấy nó xịn cỡ nào rồi. Thường là mình mua áo nó sẽ hiếm mã nào có tích này lắm, chỉ có cái mạc này thôi. Mà màu nào cũng tây hết á, em có mấy màu. Đi vô ngủ đi con. Hello chị Hoài Đỗ. Mà còn à ok, set màu hồng tím dâu hết rồi, để dâu cho em coi thêm mã khác. Set rồi, đầm nhiều mẫu lắm gái, set đó hết rồi. Thích set hả? Set đầm được không? Trời, Samatha dứt set này nè Samatha. Sang hàng Hồng Kông độc quyền. Áo HT có màu không chị?
HT hả? À, HT là ao nào ta? HT là ao nào? HT là ao nào vậy? Sang lắm. Em khoác à, em nói là form rất là đẹp. Cái chất nó lạ lùng lắm, hàng Hồng Kông á, một set duy nhất size M. Một set duy nhất size M nha. Con này mọi người mặc mặc đầm rồi đó, mọi người khoác vô đẹp lắm. Nếu mà mặc rời á, mặc nguyên set hoặc là mọi form áo rất là đẹp luôn mày chị thấy không? Form áo rất là đẹp cho dâu nha. Form áo bao đẹp luôn. Chất nó cũng lạ nữa. Là áo sau lưng chị á. À, có màu để dâu lên cho coi nè, cả nhà coi nè. Form bao đẹp luôn cho em nha. Ok la chưa? May 8 mảnh cho dâu cả nhà. Hàng Hồng Kông nha, một set duy nhất may 8 mảnh cho dâu. Một set duy nhất may 8 mảnh nha. Một set duy nhất may 8 mảnh giùm em nha, size M. Đó, con này là tầm ngang gối. Vừa qua khỏi gối á, em mà ướm là vừa qua khỏi gối nè mấy chị. Xịn sò cho dâu nha, hàng Hồng Kông. Cực xịn cho dâu luôn. Hoan hỷ cho cả nhà nha, 225.000. Tính ra cái đầm này 100.000 cái áo ha, 125.000 quá rẻ nha. Quá rẻ luôn này, chị nào lấy set xám chút set xám giùm em. Này ai hỏi set vậy mà em không nhớ set này. Xịn lắm mấy chị, xịn lắm nha. Cực xịn sò. Cái chất nó lạ lùng lắm. Cái chất nó lạ lắm, nó mướt. À áo sao gọi là áo HT hả? Áo này là sweater. Có màu đây này gái. Đây. Con này là chuột nha. Nè chuột còn cái sale 159.000. Đẹp lắm. Chuột nha, sweater chuột còn cái cuối cùng sale 159 nè. Rồi đây. Màu áo dâu đang dơ là 235.000 đúng không? 235 nè. Áo của Emma dâu có con này là gọi là màu màu đẹp ha, gọi là màu xanh đi ha. Gọi là màu xanh đi cả nhà. Xanh nha. Nói chung là màu rất là đẹp luôn. Màu nào cũng đẹp hết, màu xanh nè. Coi mọi người coi bảng màu nó màu nào cũng ưng chưa? Màu nào cũng tôn da hết. Con này là màu nút nè. Trời ơi. Màu nút nha. Con này là màu nâu cho dâu nha. Logo là thêu hết cho dâu, mày chị thấy xịn chưa? Rồi con này cho dâu là màu navy. Con này là màu navy nha, hàng thêu. Xịn dã man luôn á, cầm một cái áo đáng đồng tiền. Áo nào cũng có tích hãng nha. Có tem hãng, mạc hãng rồi kèm cả tích hãng nữa. Nó bán áo toàn là 300 mấy, 400 mấy một cái, không có mấy chế. Mấy áo này bán 400 mấy một cái á. Cực xịn cho dâu nha, bốn màu. Chị nào lấy xô con làm gì á con? Mẹ không đồng ý với hành động đó của con nhé. Xô nhá, mẹ nói con như thế nào con nhớ chưa? Bây giờ bước vô nhà đi ngủ. Bước vô nhà đi ngủ ngay. Mẹ nói con bây giờ bước vô nhà đi ngủ. Làm sao? Ôi, bố đi công tác, bố đi làm việc. Bây giờ lại con nhớ bố. Bước vô nhà. Mẹ biết rồi, đi vô nhà ngủ. Mau, nãy bố vừa gọi cho con còn gì nữa. Đấy, bố đi làm rồi. Nha, đi liên quan rồi, cũng cần bố rồi. Giờ em lên mẫu tiếp nè cả nhà. Lấy em trắng. Xanh navy do Thanh Trân nè. Trắng hả? Đâu có trắng. Dâu đâu có trắng. Em xem mày áo sơ mi dài tay lẻ phía trên ok. Navy do Thanh Trân này đâu có trắng, đâu có nu thôi gái ơi. Hàng xịn lắm nha. Dâu có một mớ áo sweater như vậy mà kho kỹ gửi nữa. Chờ dâu lên mẫu cho coi nha. Kho kỹ gửi một mớ nhưng mà nó không phải là hàng thương hiệu xịn như vậy. Mặc dù nó cũng rất là đẹp. Ở ngoài cũng bán hơn 200 á. Mà em bán cho mọi người có 100 mấy nhỏ xíu luôn. Để dâu lên cho coi nè. Navy Thanh Trân. Chị nào muốn hỏi mẫu nào cứ comment lên mẫu cho coi nha cả nhà. Chị nào muốn xem hàng A quần tây. Chờ để em lên cho mọi người coi quần tây cả. Chiếc Minh ơi coi quần tây màu gì. Hồi nãy giờ em hỏi mọi người mấy lần rồi luôn á. Em hỏi là muốn coi quần tây màu gì nói em lên cho. Tại vì có nhiều người đi công sở không mặc được màu. Chỉ mặc được đen thì em chỉ lên đen thôi cho nó dễ nha. Chị nào muốn coi quần tây màu gì thì comment nha. Rất là nhiều màu luôn. Siêu nhiều màu nha. Muốn coi quần tây màu gì thì comment lên giùm em. Màu nút nha bé Kim Loan. Áo đẹp lắm gái. Áo xịn sò. Áo siêu xịn sò. Con này là màu kẹ, màu nu nha. Để áo hoodie dây kẹo hồi chiều cho em nha. Minh Nguyệt. Hoodie dây kẹo hồi chiều. Hút đi dây kẹo hồi chiều, ok gái, hút đi dây kẹo hồi chiều đây, 225.000. Nhận hàng là ngất. Nhận hàng là ngất, ngất. Xịt quá mà sao dâu bán có 225, tại vì còn có một cái cuối thì dâu sale rẻ.
Hàng hôm bữa chị đang mua là 260 á. Vẫn rẻ chán, ở ngoài bán tới 390 rồi. Đây hút đi. Bé Minh Nguyệt này. Ok gái. Đây nha, vô có một mớ áo sweater kho khí gửi nè. Chỉ có 120-130 thôi à mấy chị ơi. Xịn không? Thường là hàng xịn to như vậy. Hàng của Basso luôn á. Hàng của Basso cùng với lại cái mã hoodie 2 nón đó cả nhà. Hàng Basso là cùng hãng với lại hoodie 2 nón đó. Nha, hoodie 2 nón là em đang bán là hơn 200 ngàn á. Này kho khí gửi được có khoảng cỡ 20 cái à. Gửi em có 50 cái tại vì em ít khi bán, nhưng mà em chắc cho sĩ hết 30 cái rồi. Cái bé kia nó lấy 30 cái còn 20 cái mà em chưa khui cái nào luôn. Để em lên cho mọi người coi nha, kho kỹ gửi có 100, 120, 130 thôi à. Chị nào coi comment em lên cho coi nè mấy chị. Chị nào muốn coi comment em lên cho coi nha. Có mấy màu, nhiều màu lắm gái ơi. Nhiều màu lắm, em xem mấy áo sơ mi lẻ tay. Chỉ có hai cái này thôi, con này là áo kiểu rồi, con này là lụa Nhật rồi, con này là lụa Nhật. Em đang sale á, Chu Chao ơi. Chị nào mà chưa mua lụa Nhật nha, em mua thử một cái đi nha. Xấu em tặng cho, khỏi cần trả về. Cho xem hàng thoải mái trước khi thanh toán, cho mặc thử. Không ưng không phải thanh toán tiền ship nha, không ưng thì không cần phải trả tiền ship cả nhà. Cho mặc thử luôn nha, hàng lụa Nhật em còn màu đen, màu đỏ đô với lại màu nút sale 129 ngàn. Nha, của nhà dâu là hàng lụa Nhật, cam kết không xù, không nhão, không nhăn, chứ không phải là hàng lụa trượt hay là hàng von hay là hàng những cái loại vải khác nha mấy chế. Nè, mọi người thấy may cầu kỳ không? Tay bồng cho dâu nha, xuất sắc luôn á. Free size tại vì phía sau lưng co giãn nha cả nhà, nhìn cái tay của nó sang lắm. Em có màu nút, màu đỏ, lụa giùm em nha, lụa Nhật chứ không phải lụa phi bóng đâu. Mấy chị nha, chị nào mua áo này là biết em bán 175 ngàn. Nha, vẫn rẻ tại vì như khách của dâu mà hàng chứng shop về là 250-280 vì con này nó quá xuất sắc. Chị nào mua là biết rồi đúng không? Con này em nói là nó không xịn sò như hàng 250-280, mọi người nhận hàng trả thoải mái. Ok chưa? Ok nha, em có 3 màu em sale cho cả nhà 129 ngàn. Đây là phần phía sau, nên là nó sẽ ôm với cái vòng eo, vòng ngực của mình. Nó nâng ngực cho mình, nó rất là đẹp luôn cho dâu. Rất rất là đẹp cho dâu nha. Chị nào lấy thì comment cho dâu nè. Tay dài, bồng ha. Ok chưa, hàng lụa Nhật cho dâu nha. Sale con này là 129 ngàn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Form này lên mặt rất là đẹp cho dâu. Đi chơi đi tiệc được ha. Dâu cỏ đen, đỏ nhiều màu lắm mà còn 3 màu. Nhiều màu lắm nha, còn 3 màu dâu sale. Áo yếm đồ này cũng nhiều. Con này là áo kiểu. Đây có hai con này là áo kiểu rồi. Lụa Nhật đẹp lắm nha. Em mặc like rồi, mọi người có thể coi lại like cũ. Dâu có đăng hình mẫu mặc và dâu có mặc like cũ rồi. Dâu có mặc ở like cũ rồi cả nhà. Nha, có màu đen với màu đỏ đô, đẹp lắm luôn chế. Nha, màu đen với lại màu đỏ đô nha, chuẩn đỏ đô của lụa Nhật, xuất sắc luôn. Nhìn trên like mọi người nhìn nó ra màu hồng cánh sen hoặc là màu đỏ tươi, tùy theo cái cấu hình của từng cái loại điện thoại mọi người coi. Chứ còn nó chuẩn tông đỏ đô, lụa đỏ đô rất là sang luôn cho em nha. Ok chứ cả nhà, tay bồng, tay dài bồng. Cho mặc thử mà, form không đẹp, chất không đẹp so với giá 129 ngàn, trả lại cho em. Không tốn tiền ship, mấy chị yên tâm. Ok chưa, màu đen với lại màu đỏ đô với lại màu nút nha. Chị nào lấy màu nào thì comment giùm em cả. Nè, con này lên cũng đẹp, dã man luôn nè. Ôi con này của khách rồi. Đúng không ta? Không phải. Đó, con này đẹp lắm nha, tay bồng nè. Xuất sắc chưa? Rồi hoan hỷ cho cả nhà con này nha, 129 ngàn, còn đúng cái free size. 129 còn đúng một cái. Khách em đi tiệc mặc con này luôn á, đi đám cưới mặc con này đẹp luôn á. Nha, chị nào lấy thì comment giùm em nha, mặc thả mặc đóng thùng tùy. Mặc lưng cao thì đóng thùng được, còn nếu mà không lưng cao thì không đóng thùng được nha. 129 ngàn, tay bồng con này là tơ kim cương. Cái phần này nó là tơ kim cương nha. Chị nào lấy thì comment giùm em đi. 129. Áo này là bao sang nha. Bao sang bao trẻ. Chị nào lấy thì comment đi vô mã 129. 129. Rồi quần tây nha, quần tây hãng Tami, em cho cả nhà coi quần tây hãng Tami nè. Quần tây Tami. Áo thun, quần jean baggy, rồi khoác rồi đầm. Chị nào muốn hỏi cái gì thì cứ comment giùm em ha. Chị nào muốn hỏi mẫu nào thì cứ comment lên giúp em. Rồi. Quần người đi làm thì em bị hay mặc quần màu tối hả? Con này vô có ML nè. Đa số là ML không?
Đa số là ML rồi chị ơi. Quần tây là quần tây hãng Tami nha. Bao chất đẹp cho dâu nha mẹ chị. Quần này là quần tây hãng Tami. À, chị con một hai chấm này nha. Dạ ok chị nè. Mấy cái shop ở dưới này nó bán đồ mấy chục năm về trước không à má? Sao đồ shop nhà bà gì đẹp vậy? Từ từ. Mấy cái shop ở dưới này nó bán đồ mấy chục năm về trước không à má? Sao đồ shop nhà bà đẹp vậy? Nếu mà không vậy sao, nếu mà không vậy sao, sao hả, sao sao một tháng mà đi đơn cho mày mấy đơn bự 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 không hả? Nếu không vậy sao một tháng đi cho mày mấy đơn bự bự không, cục nào cục nấy cho bá. Giải thích tao nghe hộ coi. Ơi ai... Rồi vô lên quần tây nha. Quần tây, quần tây, quần Tami. Quần Tami nè. Con này em còn một cái size L. Con này vô còn một con size L. Đẹp lắm mẹ chị ơi. Thiệt sự quần tây Tami hãng. Quần tây Tami mua là ghiền nha. Quần tây Tami mua là ghiền, là ghiền. Để em chồng thử coi nè. Con này nó rớt mất cái mạc gì không biết nó mờ hay nó lờ. Con này size M. Size M. Tại tính nó lấy lòng chị xui đó mà à. Thứ gì á. Đây nha, em có một con duy nhất màu rêu size M. Quần Tami nha. Xem hàng thoải mái cho mặc thử luôn á mấy chị. Cho mặc thử luôn nha. Cam kết hàng xịn cho dâu hàng Tami nè. Ok không? Form của nó đây mẹ chị. Trời ơi quần đẹp lắm. Mỹ Nhật ơi, nãy Mỹ Nhật hỏi quần tây đúng không? Size M nha. Quần hãng Tami là nó sẽ không làm ly nổi, nó làm ly chìm. Ly chìm thì mình mặc nó không có bị bồng. Ok chưa? Thường là hàng người ta may ly gấp như vậy nè. Quần tây mà người ta may ly gấp như vậy nè, đó bắt đầu là mình nhìn nhìn là nó sẽ bị bồng bồng phồng phồng cái chỗ này. Còn hàng Tami là nó không làm ly gấp nha, nó làm ly chìm hết, không bị bồng cái phần đó. Một con màu rêu nha mọi người, phồi áo trắng lên đẹp lắm. À, màu trắng, màu đen vô, nhiều chị phối màu đen vô không cẩn thận là nó sẽ bị cứng nha, cứ màu trắng hoặc là màu da là đẹp rồi. Đây, màu xanh là các chị cứ phối quần trắng hoặc quần da lên là đẹp cho em ha, cỡ nào cũng trẻ hết á. Áo kiểu áo sơ mi tùy ý nha. Rồi em có một con size M duy nhất màu rêu. Chị nào lấy rêu chốt rêu nha, còn một con duy nhất màu này, em còn đúng một con duy nhất nè. Còn đúng một con duy nhất màu rêu nha, quần Tami hãng 135.000. 3 năm rồi nay mới săn được đó cả nhà. 3 năm rồi chị nào coi like dâu mua like dâu là thấy 3 năm rồi mới săn được quần tây Tami. Quần tây hãng Tami. Chị nào lấy thì comment cho dâu mã rêu nha. Rêu Tami. Tại vì giờ em cũng còn ít size lắm. Quần dạng baggy đúng rồi Trúc Duyên, quần dạng baggy. Đó màu đẹp không? Màu đẹp ha. Con này là gọi là màu gì em không biết gọi là màu gì luôn á. Trời ơi. Không biết gọi con này là màu gì luôn rồi mấy chế. Không biết gọi con này là màu gì luôn rồi. Em có ML nha, chị nào lấy thì comment giúp dâu. Quần Tami hãng nè, có ML ha, quần baggy nha gái. Hàng này nó không làm quần ôm. Quần suông thì dâu còn ít mẫu lắm, quần suông bây giờ chỉ còn size đại thôi à, size nhì dâu hết rồi. Rồi cho dâu con này là màu xanh lạ đi. Đẹp ghê luôn, đẹp quá đáng luôn, có size ML. Màu xanh lạ giùm dâu nha, xanh lạ này cả nhà, hàng baggy nha. Quần baggy với lại baggy vừa. Form vừa chứ nó không may form baggy rộng nha. Form vừa mẹ chị ơi. Form vừa nha, chị nào lấy thì comment cho dâu con này là mã xanh lạ đi nè. Đó, xanh lạ giùm em nha. Xanh lạ. Có ML. Xanh lạ nha cả nhà mình, xanh lạ giùm dâu có size ML. Xanh lạ giùm dâu có ML. Chị nào lấy xanh lạ chốt mã xanh lạ. Quần jean ôm không, màu đậm đậm em coi hết rồi. Jean ôm màu đậm size em là chị dâu hết rồi. Đợi bữa sau đi chứ bữa nay hết sạch rồi. Chị nào muốn hỏi dâu mẫu nào cứ hỏi nha. Quần tây, chân váy rồi áo thun. Nhiều mẫu lắm, cứ hỏi cứ comment lên giùm em cái ha.
À kêu lên scooter. Nhiều màu cả nhà nha. Rồi con này cho dâu em cả SML. Đẹp lắm nha. SML màu đẹp không? Con này là màu nâu. Cho dâu con này là mã nâu nha. Màu cà phê sữa chưa nè. Chuẩn tông cà phê sữa cho dâu nha. Phong quần bao đẹp SML cho em. SML nha, chị nào lấy con này cho dâu là mã nâu đi. Mướt lắm nha, vải mướt, vải của Tami hãng á, đẹp lắm nha cả nhà. Không nhăn không xù cho dâu, cam kết không nhăn không xù. Rồi comment đi dâu con này là mã nâu kèm size nha, SML. Nâu kèm size, nâu kèm size nè. Đen kèm size nha, cùng một form, cùng một chất nhưng mà khác màu nha. Có mẫu nào khác kiểu thì em sẽ dơ. Ok chưa, đơn giản nhất luôn, ai cũng mặc được hết nha. Ưng thì phụ thêm dây lưng, còn không thì mọi người cứ mặc dạy đóng thùng hoặc là thả đều được rồi. Đen kèm size nha. Rồi con này cho dâu là màu tây. Có SML giùm em nè, xanh tây nè. Xanh tây, xám tây gì cũng được, có SML, XL. Xanh tây, xám tây, có SML, ML, XL, sorry. Đẹp không cả nhà? Thấy màu đẹp không? Màu siêu đẹp nha. Cho dâu con này là mã xanh tây đi. Cho dâu mã xanh tây nha, ML, XL giùm dâu nè. Mướt mượt mượt luôn, bao xịn xò. Mọi người thấy phong quần giùm em nha, 135.000. Chưa đủ tiền công nữa, chứ đừng nói là vừa đi may, vừa tiền vải, vừa tiền công. Rồi cho dâu con này là mã nâu nha, SML. Ô đẹp quá. Nâu nha cả nhà. Con này là màu mã 1 đi. Mã 1 nha. Có quần tây size 34 35 không có. Size 34 là em mặc 65 cân là em mặc 2XL. Chị dâu lên cho em mẫu 2XL nè. Chị dâu lên cho em mẫu 2XL nha gái. 34 35 là 2XL. Dành cho mông trên 100. Dành cho mông trên 100. Còn có mấy cái à? Màu nào cũng được hay sao? Hồi chưa dâu like còn có mấy cái à? Size đại cô là còn mấy cái thôi. Để dâu lên cho coi nè, còn mấy cái thôi em gái. Con xanh tây có nè, size 2XL, cái con xanh tây có XL, 2XL nè. ML, XL, 2XL nè, màu xanh tây nè. Giúp ta còn đỏ màu nâu nè. 3 cái nè. 4 nè. 5 màu nè. 6 nè. 7 nè. Đây còn như đây. Còn có như đây mẫu nè. Quần nhiều màu lắm nha. Quần size cỡ ML nhiều màu cực. Nhất là size M á, chắc phải cả chục màu. Chắc phải cả chục màu á, còn size XL. XL với 2XL là dâu có khoảng cỡ 6-7 màu á. Dâu lên cho mọi người coi nha. Quần màu đen ok gái. Màu đen cho Mỹ Nhật. Bãi sờ thích lắm. Rồi màu đen cho Mỹ Nhật nè. Sai đại dâu có những màu này nha em nha. Form đẹp lắm nha. Chị có bán lọ chip nước hoa không? Để em hai lọ. Hương Đặng. Cái tên này quen quen ta. Hương Đặng. Lọ chip nước hoa hả? Sao không chị mua lọ không hả? Không mua chip đúng không? Mua lọ không hay là mua lọ cả, vừa chip cả lượng nước hoa vừa lọ gái? Em mua lọ không hay là gì? Comment lại giùm chị dâu nha. Lọ 5ml hay lọ 10ml? 10ml là 15.000, 5ml là 10.000. 5ml là 10.000, 10ml là 15.000 nha. Chia lại cho em thấy thì dâu đâu có bán lọ không đâu. Dâu còn phải đi mua chỗ khác về dâu chiết cho mọi người.
nhiều đồ lắm mọi người ơi, giày nam, giày nữ, giày trẻ em, rồi quần áo tùm lum tà la, quần nam, áo nam. Ai hỏi mẫu nào, muốn coi mẫu nào comment lên em cái nha. Quần thun, quần tây. Ok, mai xuống lấy. Trời ơi, nó tên Hương Đạt người ta không nhớ luôn á. Ok, chị dâu ơi, có áo khoác crop top không chị? Có. Áo khoác bomber nha, cao thì mặc crop top, lùng thì mặc thành phong lửng. Ok không? Đâu rồi, tôi chuẩn bị là quần tây. Nè, mấy cái form này là em mặc vừa nha, bạn Nhân cam kết mặc vừa size 65 cân. Em cao tới mét 6 mấy mà size 65 cân đây nha, phải mặc 2XL tại vì mông em bự đúng không? XL sợ không vừa đúng không? Nè, đẹp cực luôn á cả nhà. Mướt lắm nha. Form quần Tami cam kết là hàng xịn sò 135.000, chị nào lấy cho dâu mã này là mã 1. Mã 1 nha, khác màu, khác mẫu nhớ hết mọi người thấy không? Đó, nhìn trên live vậy cho nó khác kiểu hoàn toàn, như con này là nó lịch với con này là tới 4 tông luôn á, 3 tông luôn á. Hai màu khác nhau, nhìn trên live là do ánh đèn nó chiếu á, chứ còn ở ngoài là nó khác nhau 3 tông, ít nhất là 3 tông cho dâu nha. Mà con này là khóa dây kéo ở giữa, còn con này là khóa sườn. Ok chưa, con này cho dâu là mã 1 nha, mã 1 giùm em nha, có ML, XL, 2XL cả nhà. ML, XL, 2XL, quần tây lần đầu tiên hốt được quần tây Tami mà size đại cổ. 135.000 giùm em nha. 135 đường kim mũi chỉ may xuất sắc luôn, lên form đẹp cho dâu nha. Rồi cho dâu con này là mã 1 đi mấy chế. Mã 1 giùm em nha. Con này là mã 2, 135.000. Đó, cho dâu nè. Mượt mượt mượt. Về ủi thêm cái ly lại nha, tại vì ở đây là gấp nó bị mất ly á. Đằng sau có ly, đằng trước bên đây có, bên đây không. Comment cho dâu con này là mã 2 nha. Màu khác nó cắt nhau từ 3 tông màu luôn á. Giờ like thì vậy thôi chứ nó khác nhau. Rồi con này là mã 3 nha cả nhà. Mã 3 nha, XL, 2XL, con này là mã 3 cho dâu nè. Bao mướt luôn. Bao xịn sò form đẹp cho em nha, mã 3. Rồi con này cho dâu là mã 4, 135.000. Đẹp chưa? Mấy chị coi màu đẹp không? Con này có một con size S nè. Có thêm một con size S nha, ML là hết, chỉ còn XL, S, XL và 2XL. 135.000 cho dâu con này là mã 3, quần ống đứng nha. Quần bét ghi ống đứng cho dâu con này là mã 3. Mã 3, mã 3 đi mọi người. Mã 3 giùm em nha. Rồi con này là mã 4, màu đẹp không nè. Màu nâu lạ, màu đẹp ha. Con này là có ML, XL, 2XL, mã 4. Mã 4 nha, với lại con này là màu xanh tây. Màu xanh tây có ML, XL, 2XL luôn. Cho dâu con này là mã 4 nha. Đó, mấy chế. Quần size đại cổ là dâu có mấy màu này. Có XL và 2XL á. Là dâu có mấy mã đó nha. Mã 3 có màu không có em, màu đen hết size rồi, màu đen hết nha. Có, chỉ có M thôi. Màu đen chỉ có SML thôi ha. Màu đen chỉ có SML, SML thôi. Nay có sờ tờ nước hoa chưa chị, sữa tắm nước hoa. Đợi dâu vài ngày nữa đi gái. Còn màu đen thì thua rồi, màu đen size to hết rồi, màu đen size nhỏ thì nhiều. Màu đen size nhỏ thì nhiều, chứ màu đen size to không có. Hàng Tami hôm bữa có 2-3 cái mà hết sạch rồi, để vô kiểm tra lại cái con. Chắc là hết. Quần tây size to màu đen. Chắc là hết. Quần đẹp mà rẻ nữa, khách hốt hết à. Giờ chị gọi SML. Màu đen size to là thua. Giờ chị gọi SML thôi. SML. Rồi. Lên gì ta? Giờ lên gì mọi người? Chấm nhẹ cho em cái coi. Đen size S cho một len nè. Đen thì có nhiều mẫu. Mã 32XL cho chị Loan Quách. Em size gì chị dâu, em size L nha. Nay có đen ống suông không chị? Không có rồi, Yến Nhi ơi, đen ống suông hết nha. Mới nghe có quần tây ca, quần tây nhiều mẫu mà, quần tây Tami á. Quần tây Tami bà lấy rồi. Đen S nè. Quần tây Tami nhưng mà bà chưa coi đủ mẫu mà, cũng chưa đủ màu. Chưa đủ màu và chưa đủ mẫu luôn. Đen S thì dâu có nhiều mẫu lắm, chị nào muốn coi đen S thì nào em lên lên. Chị nào muốn coi đen thì nào em lên xem mẫu nha, chị đen nhiều mẫu. Đen S và M nhiều mẫu. Một cúc rồi hai cúc rồi tùm lum cúc.
rồi Twitter, rồi các kiểu, nói chung là nhiều mẫu nha. Lên quần đen đi chị. Quần đen gì gái? Quần đen tay hả hay là quần đen ôm? Quần đen nào vậy Thiên Bình ơi, comment lại cho chị Dâu với. Quần đen tay hả? Màu nâu gần cuối có S không chị? Có hay sao, chờ Dâu tí, cái xanh cuối đó dễ phối màu không chị? Dễ. Dâu cho em xem áo khoác crop top với, ok. Có giày cao gót 10 phân size 37 không chị? Minh Nguyệt đây chị Dâu không có. 37.5 thôi nha. Em nâu cà phê size L. Chị Loan Quách nè, mã 3XL để Dâu tự Dâu coi thử mã 3 là con nào đã. Mã 1, mã 2. Từ từ nha, con này là mã 1 này, con này là mã 2 nè. Xong là con nào mã 3 bay? Mã 3 là con này hả? Con này là mã 3 hay là con này mã 3 vậy trời? Nha, con này là mã 3 hay con nào vậy cả nhà? Mã 3 hả? Con này là mã 4. Xong là con này là mã 5 đúng không? Con này là mã 5 đúng không mấy chị? Còn con này xanh tây này là mã 6. Đúng không ta? Con này là mã 3 đúng không? Đúng thì comment cho em cả nha chị Loan Quốc Sa 2XL. 2XL con này là mã 3 đúng không chị? Con này là mã 4 nha. Em nâu cà phê size L nha. Quần Tami Bét Ghi hay Xuân Dâu Bét Ghi. Ok Thiên Bình nha, chờ Dâu tì nha. Túi gì lạ không chị? Có nhiều bé Nhi ơi, có. Có nhiều túi lạ nha. Nâu cà phê là màu mô hề. Nâu cà phê size L. Để Dâu lên mẫu cho em coi này bé. Nâu cà phê size L. Nghe nâu cà phê đây nè, Trích Minh nâu cà phê size L đẹp lắm. Nâu cà phê size L cho Trích Minh nè. 135.000. Màu đen S chờ chị Dâu lên cho coi nha Thiên Bình. Quần tay đen. Quần tay đen nhiều mẫu chờ Dâu lên cho. Có khoen trước mã 4 à, ok. Có khoen trước là mã 4, đúng rồi chị, nâu đậm là mã đó đó. Nâu đậm là mã đó, đúng rồi đó Chiếc Minh. Đây nè. Nâu đậm này nãy Dâu đưa lên hai mã ngay đây này đó. Nha, con này là nâu đậm nè. Nâu đậm là mã đó đó. Quách này mã 435.000 rẻ luôn. Rồi, quần tây hả? Ok, áo khoác form lửng nè. Con này màu đẹp lắm này gái. Trời ơi, em nói mấy chị nhận hàng áo này ưng lắm luôn á, 99.000 bao đẹp nha. 99.000 bao đẹp nha. 99.000 bao đẹp nha, cho mấy chị coi nè. Free size cho Dâu. Free size nha, hàng xịn, cam kết hàng xịn sò. Hàng của 787 mọi người coi lớp phía trong nha. Nè. Mướt cực kỳ luôn, đây là mặt phía trong, đây là mặt phía ngoài. Dâu có 4 màu, xám, xanh, bi với lại hồng. Xám, xanh, bi với hồng nha. Khoác chị Dâu khoác cho em nhìn form này gái. Đừng có nhìn áo màu cam của Dâu, nhìn form áo khoác ở ngoài thôi. Nha, form này là lựng nhất rồi đó, hoặc là qua kaki thôi. Nói chung là form rất là đẹp cả nhà. Em bán 99.000 một em áo nha. Bán 99.000 một em áo này thôi mấy chị. 99.000 một em áo khoác này nha, bao xịn sò cho Dâu. Form lựng thì Dâu có áo khoác bomber và là áo khoác kaki ha. Nè, đây là màu xám. Gần hết rồi, đẹp lắm mấy chị ơi. Vải mướt cực kỳ luôn, mướt rượt luôn nha. Vải nặng tay, dày nặng tay nhưng mà mát lắm luôn á. Chứ Dâu con này là mã xám nè. Con này là mã xanh nha. Xám xanh, chấm bi với lại hồng. Xám xanh, chấm bi với lại hồng nha. Áo 99.000. Người lớn hay trẻ con đều mặc được và free size. Cam kết xịn cho em.
chuẩn hàng 787 nha mấy trẻ con nè, bao bì tem mạc hàng 787 nha. Chị nào lấy màu nào thì comment cho dâu, xám, xanh, bi với lại hồng. Bao xịn sò. Bao xịn sò nha. Xám, xanh, bi với hồng. 99 ngàn. Đây là màu hồng. Đây là màu chấm bi, trời thích cái màu bi này ghê luôn. Đi nặng đi chơi rồi được hết mấy chế. Ok nha, chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Xám, xanh, bi, hồng 4 màu. Chị nào lấy màu nào thì comment giúp em. Túi lạ có nhiều lắm nha, bé Như Thật. Muốn lên túi sale đúng không? Muốn vô lên túi sale nha, hàng đập hộp, hàng này kia có đầy đủ luôn. Chị nào muốn coi thì comment em lên. Bữa nay em có một con màu trắng, hôm bữa mọi người dành nhau. Bữa nay nó về tông màu nút nha. Hôm bữa bi 99, xám cho Trúc Duyên nè. Mấy cái dâu nãy chị la rêu tới nâu đó chị, không phải nâu đó. Ủa rêu tới nâu là mã nào? À nâu đập bên đây hả? Nhớ rồi, rêu tới nâu con này chứ còn SM à. Nâu đó không biết còn sai, em gái ơi, sợ hết sai. Đây rồi, sai rồi, nâu đi rồi. Đây nè, nãy vô like là nâu này. Đây. Nâu lờ, nãy vô like là nâu này nè. Xám cho Trúc Duyên nè. Bi cho nè, áo nặng ghê luôn cả nhà thấy không? Cam kết hàng xịn sò cho dâu nha. Hàng xịn sò cho em nha, mấy chị em co gần hết rồi. Trúc Duyên màu xám nè. 99 ngàn nè. Bò viên nè. Hồng cho Mộc Lan rồi, một cái hồng cuối cùng cho Mộc Lan nè. Em còn xanh xám với lại bi nha mấy chị. Dâu còn xanh xám với lại bi ha. Chị nào lấy màu nào comment giúp em. Dâu còn màu xanh, màu xám với lại màu chấm bi. Xanh xám bi, chị nào lấy thì comment giùm em nha. Màu xanh đẹp nữa, tại em chưa mặc like á. Xanh xám bi, chị nào còn 3 màu, chị nào lấy màu nào thì comment giúp em ha. Bi cho chị thiết luôn là hết bi nè. Em còn hồng, hồng xanh xám còn 3 màu. Hồng xanh xám còn khoác còn 3 màu ha. Chị nào lấy thì comment giùm em mấy chế, 99 ngàn một cái. Hồng xanh xám, chị nào lấy màu nào comment giúp dâu. Với lại khoác kaki form lửng nữa. Khoác kaki em cũng sale 99 ngàn, hàng Quảng Châu xịn luôn, khoác kaki jean. Khoác kaki jean nha, dâu còn mấy màu. Em sale cho cả nhà rẻ nha. Chị nào muốn coi thì comment lên cho dâu coi. Đó em còn hồng nè. Nặng tay xịn xò nha, còn hồng nè. Hồng nha, với lại xanh nha. Hồng xanh với lại xám nè. Chị nào lấy màu nào chốt giúp em. Chị nào lấy màu nào chốt giùm em cái ha. Sơ mi không nhăn, không vô sơ mi không nhăn. Có tay ngắn này bà có chưa? Màu trắng màu đen nè. Không nhăn nha, trắng đen này đâu có nhăn đâu. Bà có chưa? Form này quá đẹp luôn. Dâu mặc hai màu, em gái mặc hai màu, chị gái mặc hai màu. Cháu gái mặc hai màu, con gái mặc hai màu luôn, nó riêu mất lục. Có màu trắng với lại màu đen, bà có chưa? Đẹp mà, con này quá đẹp luôn, đâu có nhanh đâu, vải mát đẹp nữa, tay ngắn form lên chuẩn quá trời. Giờ dâu chị còn SM à. Màu đen thì có L chứ màu trắng chị còn SM. Đen còn SML. Hình như là vậy, màu trắng thì còn SM à. Ờ tôi nhớ hình như bà cũng có hai cái hai màu luôn á. Mã đó tôi nhớ bà có hai cái hai màu. Thiên Bình ơi, màu đen size S quần tay này em còn coi like không, chấm cho chị dâu một cái rồi dâu lên lo lên sale túi cho cả nhà. Sale lộn xộn cho cả nhà nha, quần tay màu đen size S nè. Còn một cái đen baby size M đẹp nè. Màu rêu chỗ, nói chung là quần tay nhiều màu đẹp lắm, nhiều mẫu đẹp lắm cả nhà. Quần tay nhiều màu đẹp kinh khủng. Size S của hàng Top Shop nè. Em có cả màu xanh đen nữa đó. Top Shop có con XL đẹp ghê chưa? Đây nha, màu đen vô có mấy mẫu đây nè Thiên Bình. Màu đen chỉ có mấy mẫu này nha, sale rẻ. Sale rẻ, áo đen size L em vừa không? Áo đen size L. À, ngực em bao nhiêu gái? Vòng ngực em tầm bao nhiêu? Sợ không vừa. Sợ không vừa em 6 mấy cân. Có bốt lửng không dâu ơi? Em không có bốt chị ơi. À 787 chị đang có dây kéo trước ngực 70kg vừa không? Vừa thì lấy cái sọc đó, không vừa nha. Không vừa gái ơi, hàng 787, hàng rất là đẹp, có 79 ngàn thôi nhưng mà bữa nay có áo thun 787 đẹp này bà hơn này. 787 như hôm bữa bà lấy xong là bà dặn tôi màu khác á.
Nhưng mà bây giờ nó qua kiểu khác. 787, bữa nay về hàng 787 cũng được 5-6 mẫu luôn. Bốt em không bán chế. Bảy mươi kỷ là dâu chị có hàng 3158. 70kg là hàng 3158. 3158 thì có hai màu, có hai cái màu trắng, dâu đang sale 79.000, còn lại là 165 nha. Còn lại là 165. Bà thích ôm hay là rộng? Nè, áo này là áo có dây kéo 79.000, bao xịn nè. Hàng này hàng có cổ nha, có cổ có dây kéo. Trời ơi, nhận hàng bao ưng luôn á mấy chị ơi, chất nó nặng tay quá trời luôn. Cho dâu con này là sọc xanh. Sọc xanh. Con này là sọc đỏ 79.000 nha. Xịn quá trời luôn á, sọc đỏ nè. Và lại con này là sọc rêu. 79.000 giúp em nha, sọc xanh, sọc đỏ, sọc rêu này cả nhà. Đây, cổ tròn nha, có dây kéo. Sọc xanh, sọc đỏ, sọc rêu hàng 787 nè. 787 có mấy kiểu luôn luôn mà. Kiểu dạng này nè. 89.000. Con này mặc quần sọt với lại chân váy ngắn xinh lắm. Quần ôm, quần ngố, nó là phong bạch bầu á. Gân đẹp giống như hôm bữa luôn. Cái con này là vải gân giống như hôm bữa bà mua. Mà bữa nay nó về mẫu mới. Đây. Con này cho dâu là mã 89 kèm màu. Con này là xanh lợt. Xanh lợt nè. Màu đen nè. May 5 kim á cả nhà nè. Đó, hai đường may hai ngực nè. Đó, xanh lợt nha. Con này là đen nè. Con này là vàng, hàng vạt bầu cho em nha. Hàng vạt bầu bao đẹp luôn. Che bụng, che bắp vai, cam kết cả nhà. Che được bụng và che được bắp vai mã này. Rồi con này cho dâu là mã xanh đậm nè. Đó, đẹp không? Xanh đậm nha, rồi trắng hồng. Mã này 5 màu, 6 màu. Trắng và lại hồng nha, con này là 6 màu dùm dâu. Màu nào cũng đẹp hết mọi người thấy. Đó, nha, cam kết cả nhà là cái form này nó che được bụng và che được bắp vai. Che được vai chị nào bự á. Xám. Có xám đâu, mẫu 89 em vừa nha. Kim Loan mẫu 89 em vừa. Dâu có quần dạ váy ngắn không? Có, nhưng mà kiếm size mấy vậy? Có nha, Kiều Phương Cao ơi. Quần dạ váy ngắn, nhưng mà kiếm size mấy? Chỉ có SM thôi à, L vô hết rồi. 89 đen, xanh đậm, xám là cái nào vậy? 89 màu đen và lại màu xanh đậm. Đen với xanh đậm nè. Còn bà chốt cái xám là mẫu nào vậy trời? Nè, hàng 787 mọi người thấy không? Ok chưa? Hàng 787 thấy xịn sò cho em chưa? Nha, 89 em vừa nha bé Kim Loan ơi. Rồi, Thiên Bình ơi, chị dâu cho em coi quần tây nè. Còn đỏ không, cho chị dâu xin một chấm đi. Còn không, cho chị dâu xin một chấm nha. Quần tây em màu đen. Màu đen size S nè. 50kg là size M. Áo khoác thể thao, dạ có chị, áo khoác thể thao hàng xịn mà, hàng Hồng Kông á chị. 50kg là size M. Size M mà quần dạ váy. Dâu chị có hình như còn có một cái à, còn có một mẫu hả ta. Đây này, vô còn mẫu này với lại mẫu này, còn hai mẫu nè. Quần dạ váy nha. Quần dạ váy đây gái ơi, 50kg quần dạ váy dùm dâu nè. Đó, đây vô sale 69.000, hàng có túi, hàng bao đẹp nha. 69.000 đây là quần dạ váy size M. Quần dạ váy size M màu đen nha, sale 69.000. Đây, ủa sorry 79.000. Đó. Đây nè. Đây là quần nhưng mà nó là rộng rộng, nó cũng dạ váy á. Ok chưa, con này là mã 2 nha, size M luôn, 79.000. 79.000 nha, cho em xem lại màu đi chị. Áo khoác thể thao em có hàng của Hồng Kông á chị. Áo khoác thể thao vải dày thôi à. Hàng chống tia UV luôn. Hàng chống được cả tia UV cho mình, chống nắng, chống tia UV và chống gió, chống lạnh cho mình luôn á. Còn hàng hàng mà dạng body, ôm body thì bữa nay em không có hàng. Hàng được em bán 200 mấy là bữa nay hết hàng. Bữa nay hết chị, không có hàng. Em coi lại bảng màu nè. Dâu có đây là màu xanh lợt. Xanh lợt nha, đen. Xanh lợt đen. Con này là vàng 89.000 nha cả nhà, vàng. Con này là màu xanh đậm. Con này là màu trắng với con này là màu hồng ha. 6 màu gái ơi. 6 màu, 6 màu. Mã 1 cho Kiều Phương Cao. Ok, mã 1 nè. 50kg con này size M nè. Dâu là mặt rộng á. Và áo thun ba một, và áo thun đó thấy rõ chứ gái, thấy rõ không? Áo thun thấy rõ màu chưa?
Hàng 787 đẹp lắm, che được cam đoan luôn á, bụng bự, bắp vai bự là che được. Tại vì hồi chiều có bé kia nó tới thử đồ là nó thử là vai bự luôn, mà nhìn mặc form ôm là em vẫn khuyến khích mọi người đừng mặc form ôm, mặc form như dâu hoặc là mặc form như vậy hoặc là mặc form rộng nha, chỉ mặc form ôm là thấy rõ à nha. Nha chị nào mà muốn che bụng và che bắp che cái vai bự á, vai ngang á thì nên lấy mẫu này, chân thành luôn. Ok chưa? Trắng với lại vàng. Rồi trắng này còn một con vàng cuối này, hàng 787. Đó. Đao xịn hàng 787. Vàng. Rồi hết vàng luôn. $89.000 một em. Cầm nặng tay ha. Áo này cầm nặng tay ha. Honey. Cái này nó còn nặng hơn cái hôm bữa nữa, cũng vậy nhưng mà cái vải hôm bữa của bà là vải rock top. Áo rock top nên là nó sẽ không nặng bằng con này đâu. Quá xịn luôn. Quá trời xịn sò luôn. Lên tụi em xem với ok. Chị dâu có quần jean suông hay ống đứng không? Quần jean ống đứng. Ông đứng là quần bét ghi nha, còn quần ống ôm là khác nữa. Jean suông dâu mới hết xong. Jean suông nãy còn thiếu nợ mấy chị không đủ chốt, chị dâu chỉ có quần jean bét ghi. Túi em xem túi. Xem túi nhưng mà em xem trong xem hàng sale đúng không? Hay là không cần sale cũng được. Ê túi đá nè, còn vài con túi đá này gái. Công nhận luôn á, túi đá đẹp gì đâu mà đẹp luôn. Chị nào muốn hỏi cái gì cứ hồi em nha, không em lưu bu cái em quên á. Em lưu bu cái em thấy comment sau là em quên mất comment trước, mọi người thông cảm nha. Quần vô mặt trời ơi đẹp nữa, cái quần này mặc xạo năm này là qua năm thứ 5 rồi đó, chuẩn bị sang năm thứ 6 á. Có một con sẽ hồi đợt chị nào mua quần này hồi đó bán có 65.000 ha. Trời ơi hàng nội địa Trung á, mạc hồi đó mạc toàn là có con hơn ngàn tệ luôn á, mặc tới giờ luôn. Năm thứ 6 rồi, chuẩn bị sang năm thứ 6, bán like 5 năm rồi mà mua lấy hàng từ lúc ra bán like năm đầu tiên luôn á. Thôi chị nào mua em bán 75 hay là 65 gì thôi à, giờ mà khoảng cỡ 5 năm lấy được một lần duy nhất, từ đó tới giờ 5 năm nay không lấy được một con nào con quần hàng nội địa như vậy bao giờ hết luôn á. Túi đá nha, chị nào chưa có con túi đá thì dứt liền cho em. Nó rất là xịn sò. Xịn sò đẳng cấp luôn cho giao mã này. Để em coi em còn mấy cái, em còn có 3-4 cái gì thôi à. Ở đây em còn có 3-4 cái thôi mấy chị ơi. Còn có 3-4 cái mã túi đá này thôi. Quá xịn sò. Chị nào hỏi em cái gì thì hỏi nha, tại vì em cứ lu bu lên quay xuống cái em dễ quên đó. Cả nhà ở trong đây là có quai xích dài xịn sò lắm luôn á mấy chị, cái quai nó đẹp lắm nha, mọi người coi cái quai của nó nè. Đó trời ơi cái quai của nó đẹp lắm luôn á mấy chị coi nè, cái quai của nó xịn sò luôn, siêu xịn sò giùm em nha. 165.000 mấy chị, 165.000. Đá này cào thoải mái không rớt hột, cào thoải mái giùm dâu, nói chung là hàng xịn sò cho dâu nha. Đi chơi đi tiệc mọi người để được mấy cái điện thoại luôn mà. Để điện thoại thoải mái nha, đồ trang điểm son, đồ phấn, đồ để thoải mái luôn cho dâu nè. Để thêm cái ví tiền thoải mái luôn nha mấy chị. Ok. Đây. Đó, đẹp nè. Thấy không, xinh không? 165.000 chị nào lấy cho dâu mã túi đá nha, sang ha. Mặc đầm, mặc xếp, đồ nói chung là đồ sang, đồ dễ thương đều phối được hết. Ok nha. Bạn này nó có cả quai xích đeo dài hoặc là đeo chéo. Quai xích đeo dài, kẹp nách đeo chéo đều được, còn không mình xách tay vậy nè. Đá cào thoải mái cho dâu mấy chị ơi. Nha, đá phun phối cào thoải mái cho dâu không rớt đá. Ok la. Ok chưa? Chị nào lấy thì comment đi dâu mã đá đi, em bán 165.000 chắc còn 3 cái. Bữa giờ không bán túi. 3 cái nha, chị nào lấy comment đi dâu mã túi đá đi. Túi đá nha, 165.000. Túi đá 165.000, chị nào lấy đá comment mã đá giùm em nha, đá 165 nè. Đá ông gái cần cuối năm người ta đi tiệc, đá nhiều hồi được lấy chắc bán hết rồi đúng không? Túi đá nha, chị nào lấy túi đá comment mã túi đá giùm em nha. Đựng điện thoại thoải mái luôn mấy chị nha, nhìn vậy chứ đựng điện thoại thoải mái, 2-3 cái đựng thoải mái luôn. Chị nào lấy thì comment cho dâu mã túi đá. Xịt. Rồi, con này hàng của dâu nè. Con 1.000 tệ 3.700.000 con này. 1.000 tệ luôn 3.700.000 nha. Chuẩn hàng hãng, nó sẽ có thêm cái mặt kangaroo vậy nè. Con này là túi kangaroo nha. Thêm cái mạc hãng của nó luôn, xịn sò luôn cho em nha. Ok chưa? Bao xịn sò nha, rồi 199.000 da thật cầm nặng lắm. 199.000 nha, hàng da thật. Có đúng một cái sale cho cả nhà 199, có quai bản bự nè. Quai nhiều ngăn luôn á.
nhiều ngăn luôn cho dâu nha, ngăn to, ngăn nhỏ, ngăn dây kéo to nhỏ phía trong đầy đủ luôn, 199 ngàn. Có một cái duy nhất nha, sale luôn 199. Chị nào lấy thì comment cho dâu con này là mã đen đi. 199 giùm em nha, một cái duy nhất sale cho cả nhà 199 ngàn. Ok chưa? 199 giùm dâu ha. 199 ngàn, chị nào lấy con này comment cho dâu con này là mã đen. Hàng hộp nữa, ai muốn coi hàng hộp này em lên em đập hộp cho. Bữa còn có 3-4 hộp. 3-4 hộp à. Chị nào muốn coi hàng hộp này em lên em đập hộp cho nha. Còn có 3-4 hộp thôi, 3-4 hàng túi hộp thôi. Lên áo thun đi, ok. Áo thun nãy giờ lên mà bà không thấy hả? Phong ôm hay phong vừa vậy bà? Áo vô mặt là áo phong vừa. Dâu có phong rộng, dấu quần. Rồi phong lửng, phong rock top, rồi phong vừa, phong ôm nha. Đầu like tôi rẻo bà quá trời luôn á. Giờ bà coi phong như nào bà comment lên cho tôi. Giờ mới bận à, ok. Coi phong gì comment lên cho tôi. Tôi trên ghế. Con này là hàng không có đụng, da thật nó mướt lắm bé. Dâu nào thiệt là mềm hơn cả da em bé luôn á. Hàng không đụng. Hàng store không đụng hàng con này nha. Hàng của nó 2000 tệ rồi. 2000 tệ rồi mấy chị. Ok chưa? Bao sịn sò không đụng hàng luôn nha. Bà coi áo thun phong nào nói tôi lên cho coi nha. Hoan hỷ cho cả nhà mã này nha. Hoan hỷ nha, một con duy nhất nha, 299 ngàn. Không đụng hàng và bao sịn sò, cực sịn sò cho dâu. Đeo chéo hay là đeo kẹp nách đều được. 299 ngàn, cực sịn sò cho em nha. Đây là dạng cốt 299 ngàn, siêu siêu sịn sò cho dâu nha mấy chị ơi. Chị nào lấy cốt đen chốt cốt đen. Cốt vô con mã này nữa nè. Thun vừa đừng ôm giống như mẫu dâu đang mang. Đây, cốt nè. Da đẹp lắm, sang ha, bản 3 quai luôn. Thì trong có quai, phía ngoài có nơ nữa nè. Bản 3 quai cho dâu nha. Con này sale 199 ngàn. Con này em để cho mọi người 199 ngàn thôi. Còn hai cái là hết nè. Để cho mấy chị 199 ngàn. Bản 3 quai nha, da thiệt. Mướt mượt mượt luôn mấy chị ơi, mướt mượt mượt xịn sò chưa? Chị nào lấy đen chốt mã đen cho dâu nè, cốt đen nè. Mang đầm rồi mang set, nói chung là đồ sang, đồ gì, đồ trẻ rồi mọi người mang được hết nha. Thanh lịch sang xịn sò luôn. Rồi chị nào lấy cho dâu con này là mã đen nha. Đẹp lắm luôn, mấy chị làm rất là kỹ luôn coi nè. Da cào thoải mái cho dâu nha. Da Togo hãng cào thoải mái cho dâu luôn, làm rất là kỹ. Nè, nhìn vàng với kẹo của nó đẹp không? Ok chưa, chị nào lấy cốt đen chốt mã cốt đen giúp em ha. Bạn ba quay cả nhà. Nhiều mẫu tuổi lắm, chờ dâu tí dâu lên tuổi nha. Chị dâu xíu xíu đi. Thun vừa dâu có mẫu dâu đang mặc nha bà Thảo. Mẫu dâu đang mặc là có còn có 3 màu, 3 cái 3 màu nè. 4 cái 4 màu. Áo dâu đang mặc còn 4 cái 4 màu nha, cho mọi người coi lại nè. 139 ngàn áo thun Quảng Châu nha. Rồi đây là màu nâu. Màu nào cũng đẹp nha. Đây là màu nâu nè. Con này là màu trắng nè. Đó, mẫu như dâu đang mang nó chỉ khác chữ thôi. Cùng một form, cùng một chất. Lật like nữa, lật tay của nó đẹp nha. Rồi con này là màu vàng, còn đúng 4 con 4 màu. Còn đúng 4 cái 4 màu nha, cam, vàng, trắng, nâu. Mẫu dâu đang mang nha, cam, vàng, trắng, nâu. Form vừa. Rồi, thêm một mã form vừa nữa. Con này là nó cũng là form hơi rộng nhẹ thôi nhưng mà form nó vạt bầu á. Nói chung là mặc đẹp lắm. Vừa che được bụng vừa vai ngang với lại bụng mà là che được cho dâu nha, vạt bầu như vậy nè. Rồi comment cho dâu con này là hàng 787 nặng tay sịn sò. Đây mấy chị coi nè. Em còn có mấy cái à. Hàng 787 có mấy cái thôi, bao sịn sò luôn cho dâu nha, nặng lắm 89 ngàn. 89 ngàn dâu có màu xanh lợt nha, con này là màu đen. Màu đen nha. Con này cho dâu là màu xanh đậm. Hàng 787 nặng tay sịn sò cho dâu nha, nó may cái form này nè. Đó. Nhìn mình thon, mình cao, may 5 kim. Rồi con này là màu trắng nha, 89 ngàn. Với con này là màu hồng, em còn 5 màu. Còn 5 màu nha, mã này còn 5 màu. Chị nào lấy màu nào chốt giùm em. Còn 5 màu ha, chị nào lấy màu nào comment. Full form vừa. Xanh đậm, ok. Với lại mã này là có 3 màu, 139 ngàn. Có mã này nữa nè, 139 ngàn giúp có màu kem. Màu trắng với lại màu đen nha. Mướt lắm bà ơi, form đẹp, chất đẹp luôn nè. Mướt nha. Áo form vừa đó.
89.000 cho Thảo nè, xanh đậm 89 cho Thảo nè. Kem cho Minh Nguyệt nè. Kem 139 đúng không gái? Kem 139. Kem 139 nè. Đây kem một đó, hàng Quảng Châu mọi người thấy không? Hàng Quảng Châu nha, ok la. Kem cho bé Minh Nguyệt nè. Kem 39.000. Coi vài mẫu áo len. Ừ. Thun cổ ông bà Thảo, thun cổ bà họ nè, thun này đẹp nè. 60 cân quay đầu nha, thun này là form ôm vừa. Ôm vừa mà đẹp lắm, 79.000, hàng 787 nha, có sọc rêu nè. Con này là sọc rêu nha. Sọc đỏ. Sọc đỏ nè. Xịn ghê luôn á, 79.000, xịn giả mang xịn sò. Rồi con này là sọc xanh đen nha. Công nhận xịn quá trời luôn. Ba màu với lại mấy mẫu này vải đẹp lắm luôn nè. Em nói thì cái hàng 787 nè, riêng mẫu này 89.000 bao ưng, đen trắng với lại xanh. Nè. Trời ơi vải đẹp lắm bà Thảo ơi, mướt mượt mượt luôn, nó mềm. Nó mềm nó mát lắm luôn á, màu trắng đẹp nữa. Đẹp không? Form vừa nha, con này là rộng vừa. Form rộng vừa, vừa cả chiều ngang và vừa cả chiều dài. Ok chưa? 89.000. À con này không ôm nha bà, con này là ôm tôi tặng bà luôn á, con này không có ôm. Con này là bà mang là vừa giống như dâu đang mang này, không có ôm nha. Hàng này là hàng không ôm, bà nào mà khoảng cỡ 5-6 cân tới 60 cân thì may ra nó mới ôm nhẹ. Chứ còn bình thường là nó không ôm nha. Nó suông nhẹ chứ nó không ôm nha cả nhà. Khi nào mà khoảng cỡ trên dưới 60 kg nó mới ôm cho người thôi. Để khui màu cho mấy chị coi nha, màu đen màu trắng. Màu nào cũng đẹp. Hàng 787 nha. Xịn sò. Đen xanh trắng 3 màu. 89.000, nhận con này là bao ưng. Thiệt sự nhận là bao ưng chất ưng form liền. Thấy không, thấy đẹp không? Bao ưng chất ưng form liền nha. Thấy không, đẹp không? Chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Trắng xanh đen 3 màu. Trắng xanh đen 3 màu 89.000 mấy chị ơi. Đó. Mặt đóng thùng hay mặt thả đều đẹp. Mặt đóng thùng hay mặt thả đều đẹp cho em nha. Nha mọi người nha. Trắng cho bà Thảo một cái nè. Chị nào lấy màu nào thì comment giúp em nè chị ơi. 89.000. Sọc xanh đỏ Nguyễn Hảo nè. Sọc xanh đỏ. Đen cho Trúc Duyên nè. Có nha. Áo thun form rộng hàng 3158, bây giờ bạn 165.000. Mặc cặp, mặc nam, mặc nữ có luôn nha gái. Đẹp mà không 70 kg là qua hàng khác rồi gái. Cái áo màu hồng là gì vậy? Áo màu hồng là đây hả? Đây là áo hoodie. Hồng này là lông thỏ. Hồng này là hồng hoodie, hồng này là hồng lông thỏ nha. Xanh đẹp quá. Sọc xanh đỏ là lấy hai màu đúng không gái? Xanh nào? Xanh rêu hay là xanh đen? Xanh rêu hay là xanh đen là em lấy hai cái hai màu đúng không Nguyễn Hảo? Xanh rêu hay xanh đen? Comment lại giùm chị dâu một cái nha, lấy xanh rêu hay xanh đen? Xanh rêu hay xanh đen chốt lại giùm chị dâu nha. 79.000 nè. Áo sọc 79.000. Ba coi áo len nào vậy Thảo? Trắng 787. 787 là 787 là 89k gái, trắng này đúng không? Trắng này là 89.000. Trắng này là 89.000, còn hàng sọc là 79.000, hàng sọc là 79.000 nha. 60 kg mặc sọc có ôm không chị? 60 kg là mặc sọc ôm á, 60 kg mặc qua hàng này đi gái. 60 kg mặc hàng này nó cũng đỡ ôm hơn, hoặc là mặc qua hàng khác. Form dấu quần nhiều mẫu mà. Len xịn xịn tí là được. Ok. Bà thích khoác, bà thích chui hay là không chui? Sọc nào vậy gái ơi? Sọc xanh này, xanh đen hay là xanh rêu? Comment lại giùm chị dâu nha bé Hảo. Mẫu này là em lấy sọc đỏ với sọc xanh rêu hay là xanh đen? Comment lại cho chị dâu nha. Xanh rêu hay xanh đen? Comment lại chị dâu chốt luôn nha. Chui hả? Bà thích form ngắn hay form dài? Nè con này đẹp lắm luôn nè, trời ơi. Còn đúng cái sọc cuối cùng này kim loan 179.000. Con này xịn sò luôn á, tay bồng vải đẹp luôn nha. Vô còn một con cuối cùng này. Đó còn một con cuối cùng, chị nào lấy sọc chốt mã sọc nha, bao trẻ. Free size mẹ chị ơi, free size giùm em nha. Free size. Hát bao nhiêu là tuổi luôn, 179.000. Chị nào lấy sọc chốt mã sọc nè. Cưng ha. Chị nào lấy sọc chốt mã sọc giùm em nha, tay bồng. Chị nào lấy sọc chốt mã sọc. Lên chui xịn xịn. Con này là siêu xịn mà len chui vô chỉ có hai mã thôi gái. Len chui vô chỉ có hai mã thôi nha. Len khoác thì 4-5 mã chứ len chui chỉ có hai mã thôi à. Len chui.
Len chua dâu chỉ có hai mã thôi gà yêu ơi. Đây nha, len chui. Len chui nha. Con này mà không xịn thì tôi tặng bà luôn á, len lông thỏ mà sao không xịn, chữ này là chữ nổi nha. Rồi vàng màu đẹp lắm luôn á, vàng. Vàng con này là kem, con này là đen nha, vàng kem đen 280.000. Vàng kem đen 280. Vàng kem đen 280 nha mấy chế. Vàng kem đen 280 giúp em nè. Vàng kem đen 280 nha, hàng cao cấp, hàng siêu cấp Hồng Kông. Lông thỏ siêu cấp Hồng Kông, dâu chỉ có hai mã chui. Mã chui là có hai mã. Chui là có hai mã nha. Con đó thì dạng dài, còn con này là dạng vừa. Đây. Ủa sorry, 260. Chui là 260 nha, con này cũng là 260 luôn. Ok chưa? Thêu nổi lên rồi, đỉnh ngọc siêu chắc chắn. Con này là màu kem. Kem nha, con này là màu nâu lợt. Cả nhà nha, con này khác nhau, con này là màu gọi là màu gì đó, màu trắng sữa, gọi là trắng đi ha. Trắng sữa đi, cho dâu gọi là màu trắng sữa đi ha, trắng sữa nè. Nu nè. Con này là màu đen nè, với con này là màu nâu. Đẹp lắm, mấy chị ơi, đẹp lắm, hàng 260. Len lông thỏ Hồng Kông, con này là dạng vừa. Dạng vừa giùm em nha. Còn con lúc nãy là dạng dài, dài hơn con này xíu xíu à. 260 nha, len chui là 260. Hàng chui dâu chỉ còn hai mã đó thôi à. Len chui xịn, dâu chỉ còn hai mã đó thôi ha. Rồi, ai hỏi gì nữa ta? Túi hả? Bé Như Thạch hỏi túi hả? Còn coi ông vô lên túi cho coi nè. Còn coi ông vô lên túi cho coi. Form rộng 70kg, lấy qua mấy mã này nè bé. Mã này vô còn 2 cái vô sale nè. Hàng 3158 còn 2 cái nha. Con này là chặn mã 1, sale 79.000. Nha bé Hảo, bé Tuyền Nguyễn. Mã 1 nha, vải mướt lắm. Rồi mã 1 trắng, mã 1 nè, xe 79.000, với lại trắng mã 2 xe 79.000. Mặc thả, mặc đóng thùng đều được nè. Trắng mã 1, trắng mã 2. Với hàng này thôi. Hàng như vậy nè. Đây. Nha. Con này là hàng 3158 siêu cấp luôn. Ở ngoài bán 250, 280 một cái á. Vô bán 165 nha, có màu trắng nè. 165 vô có màu trắng, 165 vô có màu nâu. Con này cho vô là mã 3. Mã 3 nâu hoặc là mã 3 trắng. Nam nữ mặc đẹp cho em nha. Mặc cặp hoặc là nam nữ mặc đẹp cho dâu. Rồi con này cho dâu là mã 2 nha. Ủa mã 4. Mã 4 có trắng nè. Mã 4 trắng. Mã 4 vàng. Với lại con này là mã 4 nâu. Chất đẹp lắm mấy chị ơi. Chất siêu xịn sò. Hàng 165. Ở ngoài bán toàn 250, 280, 220 một cái á. Rồi con này cho dâu là mã 5 nha. Có vàng nè. Rồi mã 5 có màu trắng nè. Mã 5 có màu đen nè, dày xịn. Mã 5 có màu nâu, màu xám đi ha. Với lại mã 5 có màu nâu. Đó. Hàng rộng rãi thoải mái, size to là dâu có mấy mã đó đó. Có lại màu vàng áo len OT. OT OT. Đã thấy chưa? Em nói nó nặng mà cầm nè, đó nó gãy móc rồi đó. Thấy không, này nó tét móc luôn, mọi người thấy không, tét móc luôn rồi nè. Áo len chất nó xịn, nó nặng á. Chất nó xịn, nó nặng. Form này là form phủ mông. Nhưng mà mình không muốn phủ mông thì mình đó, mình mặc, mình làm kiểu này nó cũng được nè. Còn không để vậy là phủ mông. Đẹp nha, lên trắng da này mọi người thấy không. Nha, lên trắng da màu vàng đẹp mà. Khi nào mà mọi người mặc màu vàng đồng hoặc là màu vàng nghệ á, thì mình mới sợ kém da. Còn con này nó không phải hai tông màu vàng đó mấy chị nha. Con này nó là vàng đậm nhưng mà cái tông màu vàng nó không có kém da mấy chị nha. Ok chưa, nó không phải là tông màu vàng vàng nghệ với vàng đồng nó khác nữa mấy chị ha. Nè, lên sáng da chưa nè. Ok, chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Dài quá, đúng rồi, con này là form phủ mông mà. Form này là form phủ mông, bà lấy lên ngọc đi. Bà thích form vừa, bà lấy lên ngọc đi. Lên ngọc đẹp mà. Nè, lấy con nâu nè, 260 len ngọc đây. Con này là form vừa nè, thấy không? Xịn sò. Xịn sò, xịn sò, len ngọc đây. Len này, con này là form vừa. Con này là form vừa nè bà. Qua lưng quần xíu xíu à. Chứ con này đâu có phủ mông nổi. Con này là form vừa bình thường, giống như áo thun á.
giống như áo thun bình thường á, ok chưa? Bà muốn ngắn hơn thì bà nè, nó bo phía dưới, bà muốn ngắn hơn thì chạm lưng quần thì bà ấy lên, còn không thì mặc như vậy. Phong vừa nha, có bốn màu, con này là nâu nè, con này là nâu nha, con này là đen nè, đỉnh ngọc, nói chung là xịn sò luôn. 260 đen nha, nâu đen. Con này cho dâu là mã nâu lợt, con kia là nâu đậm, con này là nâu đợt, còn con này là trắng sữa, màu đẹp lắm á, nâu đậm nâu lợt, kem nâu đậm nâu lợt, đen với trắng sữa. Hút đi gạt đi ghen, nâu đậm nâu lợt trắng sữa, ok nâu lợt nè. Ủa chưa à, lông hai sáu mươi giật biên đảo. Vừa không mà má ơi, không vừa tao tặng mày luôn á, không vừa tao tặng cho. Vừa áo pha mua size L mà còn chật đó hả? Pha hàng len thì nó có giãn, với lại form form này là form nó bo bo phía dưới này, nên là phía trên đây nó sẽ thoải mái như vậy nè. Nó không rộng quá và nó không ôm. Len này là nó có giãn nhiều mà nó không ôm đâu. Len form đẹp nha, áo phao. Chứ sao bà không đưa lại tôi, bà cho làm chi vậy? Ôi hồi đầu tôi nhớ bà kêu là nó tôi đổ cho bà rồi mà ta. Có một cái là nó bị rớt dây kẹo đúng không? Tôi đổ cho bà rồi mà. Cũng ngựa mẹ sao đợt không đưa lại tôi luôn đi, còn tự nhiên la làng kêu là gì mất dây kéo, tôi gửi cái áo mới mà ta, đúng không? Áo phao chắc từ năm ngoái rồi, năm ngoái năm kia rồi. Hồi nào thấy mặc có size M mà giờ lên size L nữa rồi. Rồi lên gì nữa ta, ai hỏi dâu mẫu gì nữa mọi người, chị nào bây giờ muốn coi cái gì comment lên em lên liền luôn. Đầu like, tại vì đầu like lúc nãy mọi người nhiều, cũng nhiều chị hỏi cái đông quá em lu bu quá không có nhờ để lên kịp á, bây giờ vắng vắng rồi nè, vãn vãn vớt rồi, giờ ai hỏi gì em lên liền luôn nha. Giờ chị nào hỏi cái gì là em lên liền luôn mày chế. Ủa bé Hảo nãy giờ chị dâu không thể trả lời ta, nãy giờ hỏi mấy cái mà không thể trả lời luôn nè. Nha, chị nào muốn coi mẫu nào comment lên cho em lên liền cho mọi người coi. Lên áo sweater. Trời ơi, nó viết rõ là sweater. Nó viết rõ là sweater luôn mấy chịu. Lại hơn 100k, ok gái. Viết rõ là em có màu trơn nha, em lên màu trơn. Hàng thương hiệu 3158, ố hàng thương hiệu Basso á. Con này là hàng thương hiệu Basso nha cả nhà. Đây, hàng thương hiệu Basso cho em nha. Bao xịn sò mấy chị ơi, bao xịn sò nha, nó là hàng thương hiệu. Hàng thương hiệu nha, hàng thương hiệu Basso. Y như là hoodie hai nón á, y như là hàng hoodie hai nón, hoodie hai nón, một nón rồi hàng dây kẹo rồi em bán cho cả nhà 200 mấy á, thị trường bán hơn 300 nè. Hàng Basso nè, mọi người thấy không, cầm một cái áo dễ bịch luôn nha, đen be nâu hồng môn, màu đẹp không, đen be nâu hồng môn nha,
đen be nâu hồng môn. Hàng này là hàng kho ký gửi. Hàng này là hàng kho ký gửi nên là mới có giá hơn 100 ngàn cả nhà ha. Ok chưa, em có mười mấy cái à. Nè, màu trơn nha, có nhiều mẫu. Yên tâm là hàng chuẩn xịt, hàng đẹp nha. Hàng nỉ bông xịn sò nha, ở phía trong là có một lớp nỉ nè. Đó, cả nhà thấy không? Ở phía ngoài thì nó là nỉ cô tông thì đẹp rồi. Ok chưa? Form này là free size cho dâu màu đẹp ha. Đúng, con này màu đẹp ghê luôn á. Một con duy nhất màu này em có đen kem hồng. Đen kem hồng nâu và lại con này là màu môn. Đen kem hồng hồng nâu và lại màu môn nha. Ok chưa cả nhà? Giờ em nói thiệt sự luôn á, hoan hỷ cho mấy chị mã này nha, 125.000. Một chặt nè, chỗ nào bán rẻ hơn về đem tặng cho. Hàng sweater, hàng của hãng thương hiệu Basso nè. Basso nha, chỗ nào bán cho mọi người rẻ hơn về đem tặng cho nè. Áo này em có hàng của Basso, em còn có một cái hàng cùng một chất mà mọi người thấy không? Cùng một chất, nó chỉ là khác kiểu thôi. Hàng Basso đây mọi người thấy không? Con này em đang bán 215.000 và còn đúng một cái cuối cùng. Hôm bữa em bán 240 ha. 240 nó 7-8 màu luôn, em hết rồi, em còn một cái cuối cùng, em sale 215.000 hàng Basso này mọi người thấy không? Đây là kho ký gửi nha. Ký gửi em có mấy chục cái, 50 cái mà em chia cho sĩ 30 cái rồi còn có mười mấy cái. Còn 20 cái mà em khách tới nhà lựa còn có mười mấy cái à. Ok chưa? Nha. Yeah. Bao hàng xịn luôn 125.000. Chị nào lấy màu nào thì chốt nha, em lên bảng màu cho con này là màu trơn. Sweater màu trơn nha. Em để lại con gà em hai cái, hai màu gà nó điêu mất lập. Riêng màu, riêng mã này. Riêng mã trơn này ai cũng mặc được, trai gái mặc được nha. Vô để lại cho con gái vô hai cái hai màu kìa. Có đen nè, con này là màu môn nha. Con này là màu môn giúp em nè. Con này là màu nâu, màu nào cũng đẹp nha. Chị nào muốn coi màu nào này em lên màu cho coi. Trời ơi, màu đẹp lắm mấy chị ơi. Màu đẹp lắm nha. Tại vì nó khui ra làm miếng phải gấp lại. Đó, màu nâu ha, siêu đẹp luôn. Màu nâu giùm dâu nha, 125.000. Màu nâu đen kem hồng. Đây là màu hồng nha. Bao đẹp luôn nè cả nhà. Con này là màu kem. Đen nâu kem hồng môn 5 màu. Đen kem nâu hồng môn. Được có 3 mẫu, 3-4 mẫu thôi à mấy chị. Đen kem nâu hồng môn. Chị nào lấy màu nào thì chốt màu giúp em. Đen kem nâu hồng môn nha. Đen kem nâu hồng môn. Chị nào lấy màu nào thì comment giúp em màu đó ha. Sweater. Rồi, em tiếp mẫu nha. 125.000. Sếp chị dâu ơi, sếp nào? Sếp gì em? Sếp quần hả? Sếp quần đâu còn đâu? Sếp quần đùi chị dâu không còn. Sếp quần đùi chị dâu không còn, bé yêu ơi. Sếp váy thôi chứ sếp quần đùi là bây giờ thua. Sếp hết rồi. Hết rồi gái ơi. Set quần sọt là hết nha. Rồi em lên tiếp cho cả nhà coi này. Nam 70 kg ôm hay rộng chị rộng nha. Hàng này không ôm. Không ôm nha gái. Không ôm nha. Con này free size mà. Rồi em lên bảng màu. Lên mã thứ 2 cho mọi người coi. Mã thứ 2 em cũng có 5 màu. Mã thứ 2 là mã chữ nha. Ví dụ mã 2 hoặc là mã chữ có 5 màu. Đẹp không? Con này là tông màu bò, màu cam đi. Ok chưa? Bao đẹp luôn á. Nha cả nhà. Trời ơi. Nha, 135.000 là hết cỡ. Đó em bán 125 với 135.000 cho dễ đi. 135.000 bao xịn sò cho dâu chưa? Em nói hàng Basso nè cả nhà, 3158 luôn nè. Đó 3158 luôn nha. Áo hoodie à, áo sweater nỉ bông 3158 giùm dâu nè. Đó, cho dâu con này là màu bò. Màu nâu, màu đẹp luôn. Màu đen. Cho dâu con này là mã chữ hoặc là mã 2. Rồi cho con này là màu kem. Màu xanh cổ vịt. Đó, 5 màu nha. Mã này có 5 màu giùm em. Đen kem nâu, đen be nâu, đen xanh cổ vịt. Đen be nâu, xanh cổ vịt với lại màu này là màu cam. Đen be nâu, xanh cổ vịt cam. 5 màu. Rồi thêm một mã nữa là hết. Thêm một mã nữa này là hết nè. 135.000 luôn nè. Mã này cho dâu là mã phối. Con này là mã phối. Mã phối nha, có 4 màu.
135.000 mã phối. Chị nào hỏi em cái gì mọi người cứ comment lên nha mọi người. Đầu like chị để em nha. Em bóp lại 195.000. Đây ok gái. Áo thì không cần bóp đâu. Áo không cần bóp đâu. Chỉ là quần thì em bóp xíu mà vải đẹp lắm gái, yên tâm. Chị nào có túi thì comment cho dâu nha. Áo này thì em không cần phải bóp này gái. Xịn như hàng mọi người, mua 300-400 yên tâm nha. Quần thì phải bóp rồi. Đây tại em eo nhỏ thì phải bóp. Bóp eo. Đầm công sở, đầm đi chơi, đầm đi tiệc em nhiều mẫu nha. Chỉ là muốn coi thì nói em lên cho coi. Đồ bé thì bữa nay chưa sale được. Đồ bé chưa soạn xong. Chút duyên này 195.000. Con còn có set vô sale 100 mấy chứ bữa vô bán hơn 200 lần. Tôi còn có set à. Rồi mã 3 là mã phối nha. Em lên cho mọi người một con mã 3. Mã 3 hoặc là mã phối giùm dâu nè. 135.000. Đây. Đẹp chưa? Đẹp ha. Mã phối giùm dâu nha, 135.000 cho dâu con này là mã phối đi mấy chị ơi. Comment cho dâu mã này là mã phối giúp em nha. Sweater cho dâu con này là mã phối nha, mã phối con này là màu xám nè. Mã phối xám nè. Mã phối có màu xanh nè, màu đẹp lắm. Xanh nè. Mã phối là có màu nâu nè. Xanh xám nâu ba màu. Ba màu nha, mã phối em có ba màu xanh xám nâu mấy chị. Mã phối có ba màu nha, xanh xám nâu, chị nào lấy màu nào thì comment giùm em. 135.000. Màu đẹp ha, trẻ nữa nè. Trẻ lắm. Xanh xám nâu nha, chị nào lấy màu nào thì comment giúp em. Mã phối kèm màu. Đó mấy bé học cấp 2 đồ, lớp 5 lớp 6 đổ lên toàn mặc vậy không à. Lớp 6, lớp 7 đổ lên là mặc vậy không á. Mấy chị mặc sweater, hoodie đồ không nè. Rộng rộng rồi đó. Rồi nâu phối nha, mã 3. Mã 3 hoặc là mã phối có nâu, có xám và lại có xanh nè. Chị nào lấy màu nào comment cho em nha. Xịn sò luôn. Bao xịn sò ha, 135.000. Bán lẻ mà rẻ người ta bán sỉ cái đó. Nãy là em bán dùm kho. Bán dùm kho đây là mới có giá rẻ cho mọi người mua đó. Ok chưa, xịn sò chưa. 135.000. Chị nào lấy comment do mã phối kèm màu. Free size nha, đầm tiệc á chị. Hở hay không hở gái, body hay xòe. Đầm tiệc có nhiều tông nha. Đầm tiệc thì có sexy, có body, có xòe, có A. Sexy hay là thâm lịch. Set thể thao quần dài, áo dài nè. Ủa bà Thảo nhận hàng chưa? Bà Thảo nhận set thể thao chưa? Bà Thảo nhận set thể thao chưa Thảo? Áo thun em có mấy cái sale rẻ nè. Đây. Áo thun này em có mấy cái là sale cho cả nhà. Bao nhiêu ta? 59.000. Em có hai màu trắng xanh nha, áo thun. Đây nè, 787 luôn nè. Áo thun 787 nha, có mấy cái sale cho cả nhà 59.000 áo thun ôm nha. Body hở ít thôi. Body hở ít hả? Để vô kiếm coi. Ok nha, cả nhà nhìn gân vải của nó đây. Vô có mấy cái thôi nha. Sale cho cả nhà 59.000 hết màu rồi. Hết sạch màu nha, co dạng nè, năm mấy cân. Nha, 55, 56 cân quay đầu ok la. Mẹ chị nha. Rồi cho dâu con này là mã trắng, con này là mã xanh. Em bán 59.000 nha cả nhà. Hàng 787 nè. Gân 787, nãy quên kêu bà Honey lấy mã này. Nãy quên kêu Honey lấy mã này đẹp nè. 59.000 nha, em có màu trắng với màu xanh nè mẹ chị. Vừa trẻ vừa rẻ nữa. 59.000, chị nào lấy màu nào chốt giúp em nha. 59.000, chị nào lấy màu nào comment cho dâu mẹ chị ơi. Có màu trắng với lại màu xanh. Màu nào cũng đẹp cả. Trắng xanh em sale 59.000 nha, hàng 787. Trắng xanh 59.000, 787. Chị nào lấy màu nào chốt giúp em. Xanh 59.
Ủa nãy giờ chị dâu hỏi em không thể em trả lời luôn hả bé Hảo? Cái mẫu trắng này là em có lấy đúng không? Này em lấy màu trắng này đúng không? Mẫu trắng 89 này là em có lấy đúng không Hảo? Mẫu trắng 89 có lấy đúng không? Với lại cái mã này em chốt sọc đỏ với sọc xanh. Xanh này hay xanh này vậy? Nè cái mã 79.000, 787, 79.000 đây. 79.000 là em lấy sọc xanh, sọc đỏ. Xanh rêu hay là xanh đen? Comment cho chị dâu một cái nghe. Hồi nãy giờ không trả lời luôn. Nha, chị dâu không thể em trả lời nên là giờ hỏi lại nè. Áo cũng đẹp ghê. Chị nào lấy màu nào chốt nha. Nha, cái kẻ 79 em lấy sọc xanh đen hay xanh rêu thì comment lại giùm chị dâu một cái nha. Body hở ít. Body hở ít. Màu gì có yêu cầu màu không? Có yêu cầu màu không? Em chắc cỡ size M quá. Đẹp lắm đó. Nè, xin nhông tiểu thư không? Tơ kim cương nha. Tơ kim cương con này đi chơi đi tiệc là xuất sắc rồi. Xuất sắc rồi, hàng của Min mà cả nhà Min Store. Min Store bán một con đầm này là hơn 300 nha. Min Store bán con đầm này là hơn 300. Ok, sọc xanh đen. Mai lựa về cho con ngủ vậy, ngủ đi. Ngủ đi, coi chị nào hỏi em cái gì không? Có chị nào hỏi vô mẫu nào nữa không? Không thì vô cũng đi ngủ luôn, đi nghỉ luôn. Chị nào muốn coi thêm hàng gì thì cứ comment lên em cho coi. Không thì vô cũng hả, đi ngủ luôn. Ai comment cái gì, ai coi cái gì comment lên giúp gieo nha. Bây giờ chị nào muốn xem hàng nào thì comment lên giùm em cái. Cái gì nó vướng vướng đây ta, chờ có cái mạc hàng chứ nó cứ nhột nhột cái cổ. Comment lên giúp em nha. Em coi áo phối đi chị. Áo phối là áo sweater 135.000 vô cả 3 màu phối xám. Sweater hàng xịn nha. Yên tâm là nhận hàng 135.000 là ưng. Nhận 135.000 là bao ưng nha. Đây phối xám giùm dâu nè, ngoài người ta bán rẻ cũng đã gần 200, còn không là hơn 200 rồi. Phối xám con này là phối nâu. Đó, xám phối nâu phối. Dễ thương ha. Xám phối nâu phối với lại xanh phối 135.000 thôi mấy chị đẹp ơi. Xám phối nâu phối và xanh phối nha, 135.000. Đẹp quá trời. Xám phối nâu phối và xanh phối nha, sweater 125 135 em chỉ có 3 mẫu. Nhiều màu nha, 4 5 màu. Nhưng mà có 3 mẫu thôi tại vì hàng này là hàng kho ký gửi. Hàng có số lượng. Được có 3 mẫu nhưng mà hàng có số lượng nha. Phối vải gì chị ha? Phối xám cái này là sweater là dạng nỉ á gái. Nỉ nha, nó là hai mặt, ở ngoài là cô tông nỉ còn ở ngoài là cô tông còn ở phía trong là nỉ. Nha. Phối xám nè. Chị nào lấy màu nào thì comment giúp em nha cả nhà ơi. Đẹp xịn 135.000. Rẻ luôn. Chị nào hỏi cái gì comment lên cho em ha. Có bốn lá là quê nha đúng không? Có cái tên tôi hỏi hoài luôn. Có bốn lá là quê nha. Sợ lộn á. Tại hôm bữa cũng có một bé có bốn lá mà không phải quê nha.
Ok gái. Chị nào hỏi dâu mẫu nào thì comment nha. Này em bé Nhi Thạch nó coi tuổi mà lúc đó đang lu bu, mọi người coi quần tây rồi coi áo thun đồ. Bây giờ thì chắc bà đi ngủ mất tiêu rồi. Muốn coi gì comment lên cho em cái nha cả nhà. Rồi, bye bye mọi người. Dấu ngủ nha, hẹn gặp mọi người trưa mai nha. Bye bye.